quyền để mâm trái cây để mà cúng chức hình ông bà cha mẹ của mình Vâng. Cái vấn đề nếu chúng ta có những cái mâm trái cây để trên trước cái hình ảnh của ông bà chúng ta được. Năm 1939 thì Giáo hội Công giáo đã cho phép có một cái thư gửi cho Á Châu, ở trong đó có Việt Nam chúng ta, phân biệt được đâu là đức tin và đâu là những hành động có tính cách văn hóa. Việc chúng ta để những cái mâm trái cây cho ông bà chúng ta không phải là chúng ta tin rằng ông bà về ăn đâu, không phải. Bởi vì trước sau mình cúng xong mình đem xuống mình ăn mà. Nhưng mà đây là một hành động có tính cách văn hóa và Giáo hội cho phép không những việc đó mà cho phép việc thắp hương, cho phép việc chúng ta bái lạy. Bởi vì cái này đi lại lịch sử rất là lâu, tôi không có giờ giải thích ở đây. Từ cha Matteo Ricci, ngài qua bên Trung Quốc và bên Trung Quốc có những cái cử chỉ này thì Giáo hội đã hiểu lầm và cho rằng khi chúng ta cúi đầu trước những vong ảnh là chúng ta thờ lạy ông bà theo cái lối thờ lạy như Thiên Chúa. Ngày nay thì tất cả những cái đó nó đã được clear, nó đã được rõ ràng, và vì thế nếu mà chị muốn thì cũng không sao. Cái này không phải là đối tượng đức tin, cái này là đối tượng của văn hóa. Dạ thưa cha, con có câu hỏi là bây giờ có một gia đình đó, họ có một người chồng, bây giờ khi mà họ lấy nhau rồi thì cái họ thấy có vẻ họ không có thương yêu nhau, nhưng mà bây giờ người vợ thì cứ cố là níu kéo người chồng lại để cho sự yêu thương nó được, cho có một cái gia đình được yêu thương. Nhưng mà khi họ có con rồi mà bây giờ cái người chồng họ cũng không có yêu thương con của họ, họ giống như là mà họ cũng không có trách nhiệm. Thì bây giờ cái người vợ thì cũng cứ muốn là người chồng về với con cái, chỉ sợ là người con nó không không có cha. Nhưng mà bây giờ khi mà cha biết rằng thì là bây giờ người mẹ đi mời cả người chồng đi chứ có một cái chỗ khác để làm ăn, để có việc để làm, để nuôi sống gia đình, nhưng mà người chồng thì họ không đi. Khi mà bây giờ người chồng họ không đi rồi thì cái người mà người 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 nhà của người chồng nói là bây giờ chú cứ phải đi về bên đó để mà sống với các con các cháu, chú nói chú không đi. Đấy. Vì câu hỏi là sao ạ? Câu hỏi là bây giờ thí dụ như cái người đó họ không có thương cái người vợ và người con, thì bây giờ họ không có trách nhiệm, họ cũng không thương nữa, thì giờ cha thì họ có lỗi chứ sao nữa. Như, Bây giờ tôi trả lời như thế này, thật sự đó, những cái câu hỏi này nó xảy ra rất là thường, mà thường thường chúng ta không biết được bên trong đâu, bởi vì chuyện của vợ chồng người ta không có nói hết cho mình đâu, cho nên tôi chỉ nói theo nguyên tắc thôi. Nếu một người lấy vợ mà bây giờ đùng vì một lý do gì đó không thương nữa rồi không lo nữa, người đó thiếu trách nhiệm và người đó có tội nữa là khác. Còn bây giờ nếu trường hợp mà anh ta muốn giải thích và giải thích một cách cặn kẽ lý do tại sao hay là muốn chia tay thì anh ta cứ việc nộp đơn và người ta sẽ điều tra. Khi người ta điều tra thì đương nhiên một trong những điều đó là trước mặt Chúa, trước lương tâm anh ta không thể nói láo được. Còn những cái gì mình thấy như tôi nói, thường thường chúng ta chỉ thấy hỏa hổ, hỏa bì thì nang, hỏa cốt, tri nhân, tri diện nhưng mà bất tri tâm. Đầu của một đôi vợ chồng mới. Và đó là tiêu chuẩn để chúng ta xây dựng một hôn nhân vững mạnh. Để một hôn nhân vững mạnh, đừng nghĩ chỉ có đời của mình. Và vì thế có biết bao nhiêu gia đình, có biết bao nhiêu cha mẹ đã bỏ quá nhiều công sức để tự mình lo lắng cho tương lai con cái, mà nghĩ rằng nếu mình bỏ vào trong ngân hàng một số tiền thì sau này con mình sẽ không phải khổ. Nếu mình làm cho nhiều tiền để rồi con mình nó sẽ được học trường này trường kia, mà quên đi một điều là ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Nếu trường hợp không có sự hiện diện của Chúa, không có đức tin, thì khi nó còn nhỏ chúng ta nói sao nó nghe vậy. Nhưng đến khi lớn, tất cả những công việc làm của mình trở nên vô ích, bởi vì không những nó không có đức tin mà rồi nó sẽ làm ngược ý chúng ta, nó làm theo ý riêng của nó. Vì thế, thái độ đầu tiên cần phải có để xây dựng một hôn nhân vững mạnh là cần có đức tin. Ở trong đó, chúng ta mời Thiên Chúa, mời Đức Maria, mời Chúa Giêsu, mời các tông đồ đến dự tiệc như là hôn nhân đầu tiên mà chúng ta thấy ở trong tiệc cưới Cana. Cơ sở đức tin nó cần thiết, bởi vì khi có đức tin thì chúng ta mới làm mọi công việc với một tư tưởng là hướng về đời sau. Còn những ai không có đức tin, họ chỉ sống có đời này, thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại phải quá lo lắng? Bởi vì 36.000 ngày là mấy cảnh phù du trông thấy cũng nực cười rồi đây, tất cả cũng qua đi, bởi vì tất cả cũng trở thành tro bụi. Nếu trường hợp chúng ta không có đức tin, thì những việc làm của chúng ta hiện tại ở đời này cùng lắm cũng chỉ được những người khác vinh quang một hình thức chóng qua mà thôi. Cho nên cơ sở đức tin phải cần dựa trên tình yêu. Hôn nhân mà căn bản thì bắt buộc phải là hôn nhân dựa trên tình yêu. Có dịp lần trước về đây trong dịp tĩnh tâm mùa chay, con cũng đã có nói chuyện. Hôn nhân, những người dẫn đến, những nguyên nhân để dẫn đến hôn nhân nó có rất nhiều. Và có nhiều những nguyên nhân mà nhiều khi chúng ta nhìn lại thấy
là nó hoàn toàn đi nghịch với căn tính của hôn nhân. Căn tính của hôn nhân phải là tình yêu. Vậy mà có những người đến với hôn nhân chỉ bởi vì họ muốn chiếm hữu một người nào đó chẳng hạn. Có những người muốn cho người khác biết rằng tôi có thể chiếm được cô gái đẹp đó, tôi có thể lấy được nó. Có những người lấy để trả nợ, có những người lấy vì một lý do riêng. Tất cả những hôn nhân mà không nằm trên căn bản của tình yêu thì chắc chắn một điều, chắc chắn một điều là những hôn nhân đó sẽ đổ vỡ. Vì thế, để có một hôn nhân vững mạnh, hai yếu tố căn bản, đức tin và tình yêu bắt buộc phải có ở trong hôn nhân. Dựa trên cơ sở tình yêu là gì? Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4 câu 20, Ngài nói: Thiên Chúa vô hình, Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa vô hình. Vì thế, những ai nói rằng mình yêu Thiên Chúa mà mình không yêu anh chị em chung quanh mình là những người nói láo. Bởi vì Thiên Chúa, anh chị em mình là đấng hữu hình, hiện diện bên mình mà mình không yêu thì làm sao có thể yêu một đấng vô hình được. Thật sự, Thánh Gioan muốn nói là ở trong đời của chúng ta, cái mà chúng ta gọi là tình yêu đó, nó trở thành cái dạng gọi là tình yêu ảo. Chúng ta biết có những em nhỏ 14, 15, 16 tuổi bước vào ở trong phòng của nó đó, con cháu của chúng ta thấy gì? Ở trong căn phòng của nó dán hình của các tài tử đẹp lắm. Nào là tài tử Mỹ thì có cái gì? Brad, cái gì phải không? Rồi có các ông, các đứa em nhỏ thì nó dán hình của các tài tử đẹp lắm. Rồi bây giờ bên Việt Nam thì hình các ngôi sao của Hàn Quốc rất đẹp. Mà có bao giờ gặp những người đó đâu. Mà mỗi lần cái ông tài tử đó, cái cô tài tử đó chỉ cần thay một mái tóc, đi một đôi dép là nó mua cho bằng được. Mà tình yêu của nó dành cho những người này nó không phải là không có thật. Nó có thật đó, nó có thật đến độ cái người đó, ông đó, cô đó, mà chỉ cần đau vô nhà thương, tụi nó ùa tới, nó khóc, nó thương, nó làm giống như là người yêu của nó vậy. Chỉ có điều chưa bao giờ gặp nhau. Đó là những dạng tình yêu ảo, tình yêu một chiều, tình yêu tưởng tượng, mà chính chúng ta là những người lớn đôi khi rơi vào hoàn cảnh đó. Khi chúng ta nói là chúng ta yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta quên đi những người chung quanh mình, ý con muốn nói là người vợ, người chồng của mình cái đã. Vì thế Thánh Gioan nói làm sao? Những người không yêu anh chị em mình mà yêu Thiên Chúa, đó là những người nói láo. Rồi, ở trong thư của Thánh Gioan, cũng trong chương 4, Ngài nói, tình yêu nó xóa tan sự sợ sệt. Đây là một câu nói hết sức căn bản về triết lý và tâm lý. Trong tình yêu không có sự sợ sệt. Ở trong sách Sáng Thế, khi Thiên Chúa dựng nên ông bà, cả hai ông bà trần truồng, và cái danh từ trần truồng, cái tính từ trần truồng ở trong Kinh Thánh nói lên được hai người đối diện với nhau mà không hề cảm thấy sợ sệt hay xấu hổ. Bởi vì tình yêu đã cưu mang và làm cho hai ông bà cảm thấy trở nên một, mà trở nên một thì trong đó không hề có sự che giấu. Nhưng sau khi hai ông bà phạm tội thì việc đầu tiên là chính hai ông bà đã tìm cách để che thân xác của mình, bởi vì hai ông bà bắt đầu có sự xấu hổ. Tình yêu tự nó không có sự sợ sệt, bởi vì ở chính trong tình yêu con người có thể dám chia sẻ và nói thật với nhau. Và ngay tình yêu làm cho con người có thể chết được, bởi vì họ không còn biết sợ sệt. Một khi con người bắt đầu dè dặt, bắt đầu che giấu, bắt đầu sợ sệt là hình thức của tình yêu bắt đầu chuyển qua một dạng tình yêu ích kỷ, hay nói đúng hơn là tình yêu nó xuống cấp rồi. Đến lúc này tình yêu không còn tràn đầy như trước nữa. Và vì thế một hôn nhân vững mạnh có hai điều: một là đức tin, hai là tình yêu. Mà ở trong đó tình yêu phải là tình yêu yêu thương người bên cạnh mình, và tình yêu làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, không hề sợ sệt. Có bốn dạng tình yêu ở trong đời sống. Thứ nhất là ở trong tiếng Hy Lạp, người ta nói đến dạng storge, là một cái dạng tình yêu. Những cái này thật sự nó cũng không cần thiết lắm, nhưng mà chúng ta cũng nên biết. Đây là một dạng tình yêu đến một cách tự nhiên, không bị ép buộc, giống như tình yêu đến giữa cha mẹ với con cái, giữa anh em bạn bè. Tình yêu thứ hai là philia, là tình yêu bạn bè giữa những người. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy có câu chuyện của Nathanael với David ha? Rồi các vị thánh họ có những cái tình bạn ở trong cộng đoàn, chúng ta có những tình bạn với nhau. Rồi chuyện của các cái thần thoại Hy Lạp, hay là ngay cả ở trong văn chương của chúng ta, chúng ta cũng kể tới những người bạn bè thân thuộc ha? Trong văn chương của Việt Nam cũng có rất nhiều, Lưu Bình, Dương Lễ chẳng hạn ha? Kể lại những cái chuyện tàu, nhưng mà nói lên được cái tình bạn của nhau.
Cái thứ ba là Eros. Đây là một loại tình cảm, ở trong đó nó có chứa đựng một chút tình dục, mà đây là điều cần thiết để cho xã hội tiếp tục ở trên mặt đất này. Đây là một quà tặng Thiên Chúa Ngài ban cho con người. Và vì thế tình dục tự nó là một điều tốt, là một quà tặng tốt. Cho nên sau khi dựng nên thì Thiên Chúa nói việc này tốt, điều này tốt. Cái không tốt là bởi vì chúng ta sử dụng nó với một ý chí, với một ý nghĩ sai. Còn tự nó là một quà tặng tốt. Cái thứ tư là agape. Một loại tình yêu không có điều kiện, một loại tình yêu có cam kết, có hy sinh. Tình yêu của những người hy sinh cho người khác, những người yêu nước, chết vì nước chẳng hạn. Những người, những linh mục nam nữ tu sĩ đi tu để mà phục vụ cho giáo hội. Rồi anh chị em nhiều khi hy sinh cho cộng đoàn. Tất cả những cái mà chúng ta gọi là tình yêu, nó có tính cách không điều kiện, yêu thương người khác không đòi phải trả lại, gọi là tình yêu vô vụ lợi. Qua cái bốn dạng tình yêu này, chúng ta muốn nói đến tình yêu thật, đó là Đức Giêsu Kitô, đó là Thiên Chúa. Chúng ta theo được cái định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, Chúa Thánh Thần linh hứng cho Ngài, và vì thế Ngài đưa một định nghĩa tuyệt vời: Thiên Chúa là tình yêu. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Xuân Diệu hỏi như vậy, có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Tình yêu không cắt nghĩa được, bởi vì nó cũng một buổi chiều nhẹ, nó cũng nắng nhạt, nó cũng y như vậy. Một năm nó có tới cả trăm ngày nắng nhạt, một năm nó có cả trăm ngày gió nhẹ nhẹ, chứ đâu phải chỉ có hôm nay. Nhưng mà bởi vì hôm nay em cũng đi qua con đường này bao nhiêu lần rồi, mà tự nhiên hôm nay nhìn em thấy khác, và từ đó bắt đầu mọi sự thay đổi, cảnh vật thay đổi, yêu rồi. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Tình yêu không cắt nghĩa được, nhưng tất cả mọi con người sinh ra đều cảm nghiệm được tình yêu. Mà tình yêu đầu đời họ cảm nghiệm là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Và vì thế dù không diễn tả được, bất cứ ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được. Cho nên chúng ta phải hiểu được tình yêu là gì. Cho nên Thánh Gioan đã dùng chính cảm nghiệm mà ai cũng có để Ngài đưa ra một định nghĩa hết sức tuyệt vời: Thiên Chúa chính là tình yêu. Nhưng đừng hiểu lầm, đừng nghĩ rằng tất cả những gì mà chúng ta cho là tình yêu đó chính là Thiên Chúa, chưa hẳn. Bởi vì con người của chúng ta có thể tự đánh lừa chính mình. Có những tình yêu mà nó làm cho con người trở nên mù quáng. Rồi có những loại tình yêu mà mình cứ ngỡ rằng là yêu, hay là tình yêu một chiều, hay tình yêu ảo như con vừa mới nói. Mà những loại tình yêu như thế chưa hẳn đã là Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa là tình yêu thì tình yêu của Thiên Chúa nó đòi hỏi rất nhiều. Ở trong đó có sự hy sinh, ngay cả sự chết cho người khác được sống. Ở đây chúng ta coi chừng tình yêu nó bị hiểu sai lạc. Tình yêu trước hết nó phải đến từ Thiên Chúa. Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 4, Ngài nói Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước. Ý Ngài muốn nói gì? Sự hiện diện của chúng ta trên trái đất này thật sự không cần thiết phải có. Nếu trường hợp Thiên Chúa không tạo dựng vũ trụ thì Thiên Chúa có là Thiên Chúa không? Thưa Ngài, vẫn là Thiên Chúa. Nếu trường hợp Thiên Chúa không tạo dựng con người, liệu chừng Thiên Chúa có bớt làm Thiên Chúa, Ngài có xuống một cái cấp độ nào khác không? Thưa, hoàn toàn không. Vậy thì việc tạo dựng chúng ta và vũ trụ có thêm gì cho Thiên Chúa? Có làm cho Ngài vinh quang không? Có Ngài làm cho Ngài vinh quang hơn một chút nào không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Vậy tại sao Ngài lại phải tạo dựng? Thưa, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta trước. Vì yêu thương cho nên Ngài mới tạo dựng chúng ta, Ngài mới cứu chuộc chúng ta. Bây giờ là đến lúc chúng ta đáp trả lại tình yêu. Hôn nhân của anh chị em đang có trong tay, nó đến bắt đầu với tình yêu trước. Mà tình yêu anh chị em đến với người khác hầu như là hoàn toàn đến bởi vì anh chị em yêu người khác, chứ không có một đòi hỏi gì đáp lại. Có một bài hát có một câu: anh yêu em chỉ vì em, có phải không? Cái câu hát gì đó, vì đó là em. Đó chính thật sự là tình yêu. Yêu em không phải bởi vì em đẹp, em cao hay là em giỏi, mà yêu em chỉ vì em. Tình yêu mà ông bà dành cho nhau trong đám cưới, trong hôn nhân, là tình yêu đầu tiên mình đến trước với người khác. Đương nhiên có thể là người kia tỏ tình với mình, nhưng mà đang nói từ trong thâm tâm của mình, chính mình là người đến trước. Đến trước đây có thể là bên kia đá lông nhau trước, cái chuyện đó không cần thiết.
Nhưng mà đến trước đây ý tôi muốn nói là chính tình cảm của mình đổ ra và mình dành cho người đó mà chưa đòi hỏi người đó phải đáp trả lại. Mình chỉ mong đợi là người đó đáp trả lại thôi. Nếu trường hợp họ đáp trả thì mừng, nếu không được thì buồn, thì tương tư. Tóc mai sợi vắng sợi dài, lấy nhau mà chẳng đặng thì thương hoài ngàn năm thôi. Nhưng mà coi chừng lấy nhau được rồi thì nó không có, nó thương được chừng có 3 ngày à. Ở trong tình yêu mà anh chị em dành cho nhau, trước hết nó đến từ bản thân mình. Và vì thế cái lối diễn tả của tình yêu đến với anh chị em, nhớ lại những ngày đầu mà anh chị em gặp nhau, tình cảm của những đứa nhỏ mới lớn, tình cảm có thể nó bị mù lòa bởi cái trí khôn của nó còn nhỏ, bởi những cái mà ngày nay chúng ta biết là chúng nó bị đánh lừa ha. Nhưng ít nhất những ấn tượng đầu tiên ở trong đời người cũng cho phép chúng nó được hiểu thế nào là cảm nghiệm của tình yêu, của những cái nhớ nhung, của những cái gì mà chúng nó nói. Cứ thấy các đứa trẻ 14, 15, 16 tuổi bây giờ đó, nó có cái cellular phone trong tay đó. Nhiều khi mình ngồi nghe nó nói chuyện đó, bắt đầu buổi sáng mình ra nấu cơm nó ăn, mình tưởng xong mình coi phim hết một phim bộ rồi, mình nghĩ là nó hết nói rồi. Vậy mà nó nói hết pin, nó cắm điện, nó nói tiếp. Nó nói 3, 4 tiếng đồng hồ. Đã không những nó nói nhiều rồi, mà cái nội dung của câu chuyện không cần thiết. Bởi vì mục đích của tình yêu không phải để giải quyết những khúc mắc, mà mục đích của tình yêu để chỉ có sự hiện diện gần gũi và nói chuyện với nhau. Nội dung của câu chuyện không phải là điều cần thiết. 2-3 tiếng đồng hồ, nó nói lui nói tới có 2 câu chứ nhiêu. Mình đứng ngoài mình nghe mình nhức đầu. Sao bên đó khỏe không? Khỏe. Bên kia làm sao? Làm sao là làm sao? Bên này hỏi làm sao? Làm sao? Nhưng mà bên kia làm sao? Bên này làm sao? Làm sao? Đó làm sao? Mà làm sao? Nó nói hoài mình nhức đầu, nó thôi mày dẹp đi. Nhưng mà đối với tụi nó đó là tình yêu, nó đâu có cần mình hiểu, mà nó cũng đâu có cần hiểu. Nó chỉ cần có người đối thoại và nó cảm thấy có sự hiện diện là đủ rồi. Ngày xưa mà các ông mà đi yêu các bà cũng khổ nhé. Thời buổi này thì nó yêu nó tới nó nói xong rồi bắt đầu nó chở đi ăn trà, ăn cà phê, uống cà phê gì đó. Ngày xưa mà thương em thì đâu có dám vô nhà, cứ đi qua đi lại hỏi có gà bán không. Tình yêu trước hết nó đến từ cái người mà đi qua đi lại hỏi có gà bán không đó hả? Tình yêu nó phải được cảm nghiệm. Tội cho một số người lớn lên, họ sống trong một cái hoàn cảnh gia đình mà chính cái bối cảnh gia đình không cho họ cảm nghiệm được tình yêu. Hôm nay tôi không nói về đề tài hôn nhân đồng tính, nhưng mà có dịp tôi trình bày ở trong một cái hội đại hội khác ở dưới Orange. Ở đó tại sao giáo hội chống hôn nhân đồng tính, và nhất là những người nghĩ rằng họ có thể có con được chỉ bởi vì họ dùng thụ thai nhân tạo. Nên nhớ, quyền lợi của đứa bé nó phải được lớn lên ở trong một môi trường mà chúng ta gọi là tự nhiên, để nó cảm nghiệm được tình yêu của người cha người mẹ. Khi chúng ta biến những đứa trẻ trở thành một vật sở hữu cho chính mình, mình muốn có con cho vui, mà mình quên rằng cái môi trường mình tạo ra là một môi trường thiếu bóng dáng của người này người kia, nó sống trong một cái môi trường khập khỉnh, gọi là một môi trường không đầy đủ, thì làm sao nó có thể cảm nghiệm được tình yêu một cách đầy đủ được. Và đó là sai sót của người lớn, bởi vì chúng nó bị tạo ra bởi những con người coi nó như là một vật sở hữu để thỏa mãn cái niềm vui riêng của họ. Tình yêu phải được cảm nghiệm, và cảm nghiệm ở trong một môi trường đúng đắn. Ở trong đó người vợ người chồng phải yêu thương nhau. Tôi không nói tình yêu nó dễ dàng lắm đâu. Nếu một tình yêu mà nó cứ thông suốt thì ông bà mình đâu có dạy cho mình là phải chịu khó chịu khổ, là phải hy sinh, phải biết chồng giận thì vợ bớt lời. Những câu nói đó là bởi vì ông bà mình đã kinh qua quá nhiều những cảm nghiệm mà ông bà dạy cho mình như thế nào. Ở trên đời mình phải hiểu, ở đời thì được vợ mất chồng chứ đâu phải rồng mà được cả đôi. Những câu nói như vậy chứng tỏ ông bà mình họ đã sống và họ đã hiểu được cái đau khổ. Mà trong cái đau khổ đó, có dịp tôi cũng đã nói, nó có cái thú, gọi là cái thú đau thương đó. Ở trong cái đau khổ đó, nó có cái niềm vui của hôn nhân, nó có cái niềm vui của những người chịu đau khổ, mà chịu đau khổ cho nhau, vì nhau. Ở trong tình yêu chân thật, chúng ta cảm nghiệm tình yêu như thế nào? Thưa, trước hết chúng ta phải cảm nghiệm tình yêu với bắt đầu bằng sự hiện diện. Hãy nhìn những đứa trẻ khi nó cầm phone nói chuyện với nhau, đứa này bên này, đứa kia bên kia, nó nói cả ngày. Rồi đến khi đi ngủ, bữa này phone không có tính phút nữa rồi, nó đi ngủ nó mở phone để vậy nghe tiếng bên kia ngáy, vậy là đủ rồi. Sự hiện diện mà tôi muốn nói ở đây, tôi muốn nói đến vợ chồng trước.
Những ngày anh chị em mới lấy nhau thì như bóng với hình chúng ta không thể rời được, bởi vì trong đôi mắt anh em là tất cả, cho nên anh không thể sống mà thiếu em được. Nhưng liệu chừng 5-10 năm sau, liệu chúng ta có để ý khi bước về nhà, người vợ trang điểm cho đẹp để rồi ngồi một lúc ăn cơm mà không hề thấy chồng khen một câu. Một bữa ăn ngon dọn lên rồi, đùng một cái có một cú phone gọi vào: thôi anh phải đi nha em. Mà quên rằng cô ta đã bỏ biết bao nhiêu thời gian, bởi vì biết đây là món canh anh muốn và biết món canh này anh rất thích. Sự hiện diện nó không phải chỉ ngồi nhìn nhau, mà sự hiện diện khi mình tinh tế để ý tới những cái người phối ngẫu của mình đang có và đang cần đến một lời khen, một cái nhìn, một sự vuốt ve. Có những lúc chúng ta đi làm về cứ cho là bởi vì mình mệt nhọc và lấy sự mệt nhọc như là một lý do để lý giải cho tất cả những gì mà chúng ta bỏ qua. Hôm nay em đi làm tóc về anh có thấy đẹp không? Ở đâu để ý đâu. Chúng ta không hiện diện ở với nhau, chúng ta không nhìn nhau và không lúc nào nghĩ rằng mình phải có mặt với nhau. Đương nhiên công việc ai cũng bận rộn, mà sự hiện diện nó hết sức cần thiết. Những người vợ đi làm cũng mệt nhọc, rồi đi về nhiều khi cũng không khen chồng một tiếng, là bởi vì hôm nay cỏ mới vừa cắt xong, bà gần như không quan tâm. Còn tệ hơn nữa là nhiều khi thấy rồi, quan tâm rồi nhưng mà không muốn khen, bởi vì mình cũng mệt như ông vậy. Tình cảm đầu tiên nó bắt đầu bằng sự hiện diện. Ở trong đó hai vợ chồng phải có sự hiện diện, nhìn nhận ra có nhau. Có nhau không chỉ bằng ngồi nhìn nhau, mà chúng ta nhìn những gì chúng ta làm cho nhau. Sự hiện diện nó bắt đầu trước hết là, nếu trường hợp nói ở trong đời sống hôn nhân của Công giáo, là nó phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Nhưng thôi tôi muốn hạ thấp xuống một chút. Nhiều khi mình thần thánh hóa con người mình nhiều quá, thì đến lúc nào đó mình sống ở trên trời chứ mình không sống dưới đất nữa. Thôi xuống một chút đi. Hiện diện là khi mình để ý những nhu cầu của nhau. Có những lúc mình đi về thấy vợ mình mệt, liệu chừng mình có thấy được hay không? Hay đi về cơm đâu rồi, bây giờ này mà chưa xong hả? Nếu trường hợp gặp những bà dễ thương hiền lành thì bà nói thôi anh chờ một chút. Nếu trường hợp gặp những bà khác cũng khó chịu, bởi vì từ sáng đến giờ con nó khóc mà dỗ nó không nín, rồi nó đang đau bệnh. Ông tưởng tôi ở nhà sướng lắm hả? Vậy thì ông ở nhà đi, nếu cần tôi đi chỗ khác. Sự hiện diện nó bắt đầu khi chúng ta nhìn những nhu cầu và chúng ta nhìn thấy được trong nhau. Mà khi đã nhìn nhau rồi, sự hiện diện nó có mặt rồi, có bao giờ chúng ta để ý? Mà anh chị em tất cả ai cũng có, không cần phải để ý tới người khác. Hãy nhìn lấy chính bản thân vợ chồng mình. Trong thời kỳ hạnh phúc, trong thời kỳ mà đã còn tay trong tay, Mandala Man ngày xưa có cái bài hát là tay trong tay của Pháp hát thích lắm hả? Tu Lê Gạc Sông, cái gì đó, tất cả mấy đứa con trai, đứa con gái nắm tay trong tay đi hết hả? Thời kỳ mà đang còn tay trong tay cầm nhau đó, có bao giờ anh chị em để ý là vợ chồng mình thương yêu nhau và hiểu nhau đến độ khi mình nói chuyện thì câu nói trước của người chồng nửa sau được người vợ điền vào chỗ trống, hay là người vợ nói một nửa, người chồng nói một nửa mà không bao giờ tranh cãi nhau, đơn giản chỉ vì hai người hiểu nhau. Rồi một thời gian qua, hai người không hiểu nhau cho nên trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Người ta gọi phone tới nói hôm qua anh nói với em là sẽ tới đây lấy cái bình hoa. Ai nói hoa này tôi mua mà tại sao? Bởi vì hai vợ chồng không còn thông cảm nói chuyện với nhau nữa, thiếu sự hiện diện. Điểm thứ hai là trong tình yêu nó đi từ lãng mạn đến hy sinh và phó thác. Tình yêu bắt đầu bằng lãng mạn, tạ ơn Chúa. Nếu trường hợp tình yêu nó bắt đầu bằng hy sinh thì chắc ở đây không ai dám lấy vợ lấy chồng. Nhưng mà tình yêu nó bắt đầu bằng một cái gì hết sức đẹp, nó lãng mạn, nó tuyệt vời. Và vì thế chính những cái cảm nghiệm lâng lâng đó mới đưa ông bà đến bàn thờ để cưới nhau. Nhưng sau khi cưới nhau rồi thì áo nàng vàng lúc đó thì nó lãng mạn lắm. Áo nàng vàng thì anh về thiều hoa cúc, mà áo nàng xanh thì anh mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương cho nên pha thêm chút mực nữa. Ô, nó lãng mạn vô cùng. Nhưng đó chỉ là thời kỳ đầu thôi. Thời kỳ mà áo nàng vàng thì anh đi theo hả? Rồi còn gì đó, thơ của Nguyên Sa cái gì đó, áo lụa Hà Đông hả? Nắng Sài Gòn nó nắng như vậy đó, mà chỉ cần em mặc cái áo đi qua là khỏi cần máy lạnh luôn. Em đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Wow! Nghe tuyệt vời quá. Nó lãng mạn lắm. Cho đến khi cái lãng mạn đó nó bắt đầu từ từ nó mất đi,
Bởi vì thực tế của đời sống đem đến, rồi ý kiến của vợ, em muốn mình xây cái nhà này, mình sơn cái màu xanh này, không được, màu xanh không được, là bắt đầu có sự cãi vã. Thôi tối hôm nay mình ăn cơm, tôi không ăn cơm, tôi giờ đòi, tôi chỉ muốn ăn cháo. Chính những cái gây gỗ, những cái khác biệt trong tư tưởng, bắt đầu từ lãng mạn, chuyển qua cần phải có hy sinh. Bởi vì chính chúng ta là những người phải nhường nhịn cho người khác biết rằng cuộc sống hiện tại muốn có hạnh phúc phải biết nhường nhịn nhau. Rồi từ hy sinh đưa đến phó thác. Ở đây tôi muốn nói tới gương mẫu của Đức Giêsu Kitô. Học gương tình yêu của Đức Giêsu Kitô, chỉ vì Thiên Chúa yêu con người và nói như Thánh Gioan, Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Cho nên khi yêu có thể rất lãng mạn. Ngài yêu con người, Ngài dựng nên, rồi con người rồi đây sẽ được kết hợp với Thiên Chúa trên thiên đàng. Nhưng đó chỉ là giây phút lãng mạn. Cho đến khi con người bắt đầu bức trái táo, ăn rồi nói gian, nói dối, lúc đó Thiên Chúa mới phải xuống để chết cứu độ cho chúng ta. Trong tình yêu nó đòi phải phải hy sinh, rồi hy sinh tới độ phải phó thác. Phó thác có nghĩa là gì? Nếu không phải là một hình thức nào đó tự chúng ta coi mình gần như không có cho sự bình an của gia đình. Ở trong bài giảng, trong thánh lễ vừa rồi, con cũng có nói, có những lúc chúng ta nhận ra sự sai trái của mình, hay có những lúc không phải vì sự sai trái của mình cũng vẫn sẵn sàng xin lỗi. Xin lỗi không phải vì mình có lỗi, mà xin lỗi bởi vì mình muốn đặt quyền lợi, hạnh phúc, bình an của gia đình lên trên cái tôi của chính mình. Chỉ có điều có những người coi cái tôi quá lớn, và vì thế lời xin lỗi đối với họ gần như không bao giờ thực hiện được. Tất cả họ luôn luôn biện minh cho những hành động, ngay cả cái sai trái của họ, thì họ biết rằng người khác cũng có sai. Ở đây chúng ta muốn nói đến học gương tình yêu của Chúa Giêsu, bởi vì nó đi từ lãng mạn rồi đến chết đi. Và khi Ngài chết, không những chỉ chết mà chết trên thập giá, nói theo danh từ của Thánh Phaolô viết trong Philippians, chết trên thập giá. Và vì Ngài vâng phục chết trên thập giá, cho nên Thiên Chúa đã ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, mà mỗi khi nghe đến tên Giêsu thì mọi loài trên trời dưới đất và trong âm phủ phải bái gối tôn thờ Ngài là Chúa. Tình yêu nó đòi hỏi như vậy, nó đòi hỏi hy sinh, nó đòi hỏi phó thác. Và đó chính là gương mẫu của tình yêu, gương của Chúa Giêsu. Chúng ta đưa một vài câu kinh thánh để hiểu. Trong thư gửi cho trong thư của thứ nhất của Thánh Phêrô, Ngài viết: "Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Ngài." Nếu tình yêu mà không có đau khổ thì không biết đó có thật sự là tình yêu không. Bởi vì chúng ta cứ theo định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, mà bây giờ Ngài để cho chúng ta một gương mẫu của đau khổ. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Nhiều khi chúng ta nói đến vai trò làm cha, làm mẹ, và chúng ta sẵn sàng chết cho con cái. Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ mình có thể chết cho chồng, cho vợ mình được không? Mà nếu nói theo thần học Công giáo, thì chính vợ chồng mới nên một, chứ không phải cha mẹ với con cái. Cha mẹ với con cái có một dạng tình yêu thiêng liêng, mà có lẽ chúng ta hy sinh một cách dễ dàng, chỉ bởi vì dù muốn hay không, chúng ta nằm trong một cái gọi là thế thượng phong, chúng ta là cái cán, chúng ta ban phát tình yêu cho con cái. Và khi đứng ở vị thế ban phát, chúng ta cảm thấy tự hào bởi vì mình có thể chết cho người khác, là bởi vì mình có thể làm chủ được người khác. Mình chết cho nó bởi vì mình là chủ, nó chỉ là một tớ, nó chỉ là một sản phẩm, một sở hữu của mình. Khi nói đến vợ chồng, nó không còn là sản phẩm, nó không còn là sở hữu, mà cả hai là một, ở trong đó có sự bình đẳng, thì chúng ta lại không dám chết cho nhau. Nói cách khác, có những lúc chúng ta hy sinh cho người nghèo là bởi vì việc chúng ta cho người nghèo làm cho chúng ta cảm thấy tự hào mình hơn họ, chứ chưa hẳn chúng ta đã yêu thương họ. Chúng ta chết cho con cái bởi vì dù muốn hay không, nó không làm gì được, nhất là khi nó còn nhỏ. Và vì thế hành động vô cùng anh hùng của mình là một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu không cần đòi hỏi sự đền đáp. Cho một đứa con nít, nó không thể đền đáp được. Vì thế cả thế giới phải khâm phục mình. Đây không phải là loại tình yêu Chúa Giêsu nói. Ngài nói không có tình yêu nào cao hơn tình yêu của người đã thí mạng sống, không phải cho con cái mà cho bạn hữu mình.
Liệu chừng chúng ta có dám chết, chết cho con cái là chuyện quá dễ. Nói thì nó khó, nhưng tôi nghĩ 100% những ông bà anh chị em ở đây, nếu cần phải chết để cho con cái sống, tất cả chúng ta làm được. Nhưng không biết có ai dám chết cho người chồng người vợ của mình hay không. Bởi vì nó đòi hỏi một sự hy sinh hoàn toàn khác. Một sự hy sinh ở trong đó không phải chỉ có mình là người làm chủ, mà lúc đó mình trở thành một vai trò tôi tớ, là một con người gần như bị người khác sử dụng. Nói cách khác, mình chết cho một con người mà trong đó mình không có quyền làm chủ, mình chỉ có biết vâng phục mà thôi. Và chính vì sự vâng phục làm cho bản tính con người kiêu ngạo của mình không chấp nhận được. Cho nên chết cho con, hy sinh cho con thì tôi làm cho ông, làm cho bà, tôi không làm. Con người của chúng ta hiểu sai, hiểu sai về tình yêu, hiểu sai về căn tính của hôn nhân. Mà lẽ ra hôn nhân từ ban đầu cả hai trở nên một, mà đó là mấu chốt. Chuyện gì đã làm cho chúng ta không dám hy sinh cho nhau? Thưa, tính ích kỷ của mỗi một con người. Con người của chúng ta sinh ra tự nhiên đã có những tính ích kỷ riêng của mình. Ai cũng muốn cho con người mình thoải mái, ai cũng muốn hơn người khác. Có bao nhiêu người mà muốn đi hầu hạ người khác bao giờ? Nhưng người ta quên một điều, chính những con người dám hạ mình để hầu hạ người khác mới là những người thật sự dũng mạnh. Họ dũng mạnh và họ tự tin đến độ họ có thể làm được việc mà người khác không làm được. Ở trong tình trạng của gia đình, có những người chồng lúc nào cũng vinh vang, xuống đông thì đông tỉnh, lên đoài thì đoài tan, bởi vì làm trai thì cho đáng nên trai mà. Có những người nghĩ rằng đã sinh ra ở trong trời đất, mình phải để lại một cái danh gì với núi sông, cho nên bước về nhà mình cũng đập bàn làm những việc mà vợ con phải sợ. Họ quên rằng tất cả những cái đó không nói lên chí khí của một con người. Bởi vì chí khí của một con người là họ có thể tự tin làm chủ và tự do tuyệt đối đến độ họ có thể làm được bất cứ điều gì họ muốn. Khác với những người họ không làm được những gì mà họ muốn. Những người mà đứng ra để làm chủ người khác mà khi có ai phản đối thì bắt đầu họ bực tức, họ giày vò. Khi vợ con đứng lên tiếng để phản đối thì bắt đầu họ đập bàn, họ đập ghế, bởi vì họ không chịu đựng được. Nhưng đối với những con người tự tin tới độ họ có thể làm được mọi sự, đó mới chính là tự do tuyệt đối. Tự do có thể họ phó thác mình cho người khác, đó cũng là một sự tự do, mà tự do tuyệt đối. Hãy nhìn vào Đức Giêsu Kitô, Ngài chết không phải bởi vì Ngài thua, Ngài chết không phải bởi vì Ngài không chiến thắng được thế gian, nhưng là Ngài chết một cách nhục nhã, những người khác cho là nhục nhã. Nhưng về phương diện trí thức cũng như ý thức của triết học và thần học, chính Ngài là người đang có một tự do tuyệt đối đến độ mình có thể làm điều mình muốn, ngay cả khi những người khác cảm thấy họ không thể làm được. Có những bà vợ, có những ông chồng mà nhiều khi chính mình tự hạ mình xuống, và ngay cả khi bị những người khác gièm pha chỉ trích mà họ vẫn cứ phục tùng chồng, phục tùng vợ, phục tùng con, là bởi vì chính họ là những con người tự tin, khẳng khái, đáng kính trọng. Họ đang nắm giữ một tự do, mà tự do tuyệt đối đến độ họ có thể làm điều mà chúng ta những người phàm làm không được. Đừng nhìn lầm, đừng đánh giá lầm. Bởi vì ở trong đời này nhiều khi người ta đánh giá bằng những cái vinh vang ở bên ngoài, mà người ta quên chính việc làm chủ trí óc mới chính là tự do, chứ không phải làm chủ những hành động bên ngoài. Rồi ở trong tình yêu, tình gương của Chúa Giêsu, chúng ta thấy chấp nhận để cảm thông. Ở trong thư gửi cho tín hữu Do Thái, tác giả viết: Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Ở đây, tác giả muốn nói, vị Thượng Tế là Đức Giêsu Kitô. Ngài không phải là đấng không biết cảm thông những nỗi yếu hèn, không phải là Ngài không biết chúng ta đau khổ. Bởi vì Ngài cũng chịu khổ, Ngài cũng xuống thế, Ngài cũng bị đánh đập và cuối cùng bị đóng đinh. Cho nên Ngài hiểu hết tất cả những gì chúng ta đang trải qua. Ngài chỉ khác chúng ta một điều là Ngài không phạm tội mà thôi. Vợ chồng thì phải có sự cảm thông, mà sự cảm thông nó đòi hỏi là phải hiểu được người phối ngẫu của mình. Rất nhiều lần tôi đã nói đến cái sự cảm thông này ở trong đời sống của vợ chồng. Bởi vì nếu trường hợp chúng ta không thông cảm được với nhau, chúng ta không hiểu được những cái nỗi đau khổ với nhau, thì chúng ta biết tâm sự với ai? Vợ chồng đầu ấp tay gối. Vậy mà nếu trường hợp đồng sàng dị mộng, thì bây giờ không lẽ đem ra để tâm sự với con cái sao? Hay là đem ra nói chuyện với những người khác sao?
Đừng trách. Đừng trách tại sao có những lúc vợ, có những lúc chồng đi ra ngoài gặp những người khác, họ cảm thấy vui, họ cảm thấy họ có thể tâm sự được. Họ đến nhà xứ, họ tham gia ca đoàn, họ cảm thấy vui. Mỗi một khi họ tránh xa chồng, họ tránh xa vợ, họ cảm thấy cuộc đời nó tươi trẻ, họ cảm thấy như là được giải thoát. Thưa, bởi vì chính chúng ta đang tạo nên tù ngục cho nhau khi chúng ta không cảm thông những nỗi đau khổ của nhau. Thay vì những người vợ, những người chồng là những người mình có thể tâm sự được. Anh à, em không biết tại sao em như thế này, em buồn, em có những điều mà em muốn nói với anh. Nhưng chưa mở miệng ra thì ông đã bắt đầu quát tháo. Rồi cũng có những lúc ông cũng có những cái tâm sự buồn của ông. Nhiều khi ông cũng muốn nói cho bà biết là tại sao ông đi uống rượu. Một phần là bởi vì ông yếu đuối, nhưng mà một phần đằng sau đó nó có biết bao nhiêu cái uất ức. Chưa mở miệng ra thì đấy, ông đừng có nói nữa, ông là gương xấu cho mọi người, tôi bước ra đường nhục nhã vì ông có biết không? Nếu trường hợp mà chúng ta không cảm thông thì đừng trách tại sao những người này họ đi tìm những người khác để chia sẻ. Bởi vì không ai trong chúng ta có thể gánh nổi những gánh nặng một mình. Chính Chúa Giê-xu, Ngài còn không chịu nổi làm sao chúng ta. Trên đường Ngài vác thập giá từ dưới dinh Phi-la-tô về đến đồi Gô-gô-tha. Chúa Giê-xu không vác nổi một mình, bởi vì nếu không có ông Simon phát đỡ, chắc Ngài đã chết trên đường rồi, khỏi cần phải đóng đinh Ngài trên đồi Gô-gô-tha. Simon là ai? Thưa, là một người hoàn toàn không ai biết, một người từ ngoài đồng đang đi làm về, một người xa lạ, đã bị những quân lính bắt đưa vào vác lấy thập giá. Ông là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng chính nhờ sự xa lạ đó mà Chúa Giê-xu đã đi lên đến đồi Gô-gô-tha. Anh chị em của chúng ta nhiều khi chỉ có đi tham gia ca đoàn, bước ra đi làm việc, toàn là những người hoàn toàn xa lạ, gặp một người chưa bao giờ biết đến, lên một chiếc máy bay, đi trên một chiếc xe bus. Vậy mà bởi vì không nói được với chồng, không nói được với vợ, cho nên ít nhất cũng có những người dù là xa lạ, họ nghe, họ hiểu mình. Cảm thông là một điều hết sức cần thiết. Và có những trường hợp mà anh chị em cũng cần những người giúp đỡ có tính cách chuyên môn. Ý tôi muốn nói tới những counselor, rồi vâng phục đến chết. Ở đây Chúa Giê-xu Ngài yêu đến độ Ngài chết, và chết trên thập giá như tôi đã nói. Rồi ở trong tình yêu của Chúa Giê-xu, nó có cái điểm là vị tha. Ngài đến để phục vụ, không phải để được phục vụ mà để phục vụ. Ngài đến để cho người khác được cứu rỗi. Ở trong thư của phúc âm của Gioan chương 3, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Tình yêu nó như vậy đó. Tình yêu đến để cho người khác được sống. Ở đây có ai biết Khái Hưng là ai không? Văn, mình thì giờ tuổi này lớn mình biết hết rồi, Tự Lực Văn Đoàn biết hết phải không? Khái Hưng có một cái câu chuyện ngắn thôi, cái câu chuyện Anh Phải Sống, nhớ không? Nhớ hai tác giả, hai cái nhân vật chính ở trong đó là ai? Anh gì? Anh... Dạ? Anh... Đồng phải dạ? Không phải anh Võ, anh Võ. Anh tên là... Anh gì quên mất tên rồi. Hai... Hả? Văn Chương Việt Nam, văn hết ra ngoài. Dạ? Gì? Không. Nói ra là con nhớ liền. Nhưng mà ở trong đó nó nói lên được hai vợ chồng nghèo lắm. Nghèo mà tới rớt mồng tơi, nghèo mà từ đời này qua đời kia đó hả. Rồi hai người sống khổ cực, mà làm ăn cách gì ở trong làng, chỉ có biết đi gọi là đi làm thuê làm mướn thôi. Sống mà nghèo khổ tới độ mà người ta nói là gánh cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy cực nó còn chạy theo là cái gia đình này. Rồi hai gia đình sống sinh ra được ba đứa con hả? Tên ăn gì quên mất cái tên anh rồi. Anyway, sinh được ba đứa con, sống trong nhà rất là cực khổ. Thường thường thì hai vợ chồng cứ đi làm thuê làm mướn. Một ngày kia nước mưa rất là lớn, mà mưa ở trên nguồn trước, mưa ở dưới này sau. Cho nên mưa ở trên nguồn thì nước nó đổ về, rồi những cái cây nó đổ, cho nên nó trôi về trên dòng sông. Thế là anh bắt đầu ra để mà bơi ra để mà lượm, lượm những cái khúc gỗ đưa vào, và hy vọng cứ mỗi một khi mình lượm được một khúc gỗ thì mình thêm được một chút tiền. Cho nên hai vợ chồng bơi thuyền ra để mà lượm. Không ngờ đến khi đang lượm gỗ như vậy thì trời mưa lớn quá và nước mạnh. Cuối cùng thì thuyền bị lật. Khi thuyền bị lật thì anh cố gắng bơi vào bờ, và chị cũng bơi. Bơi được một lúc thì chị không bơi nổi nữa. Anh mới nói với chị là hãy bám lấy vai. Rồi hai vợ chồng cố gắng bơi vào bờ. Nhưng mà cái kết thúc của câu chuyện ngắn mà Cái Hưng biết thôi. Đang bơi như vậy thì chị ta mệt quá, và chị ta nói với anh: Anh à, còn cái hiểm cái gì đó, có ba đứa con đó hả? Nói tên từng đứa một, có đúng không? Nói tên ba đứa con, xong xuôi rồi đó, chị ta mới nói với anh như thế này: Anh phải sống.
và chị ta buông tay ra, trôi theo dòng sông chết. Câu chuyện rất cảm động, rất hay, rất ngắn. Nó nói lên được tình yêu là để cho người khác sống là như vậy. Ở đây là tình yêu của cha mẹ, nhưng mà trong đó nó cứ chứa đựng tình yêu của vợ chồng. Anh này rất muốn cứu chị, nhưng anh không làm gì được, bởi vì nước lớn, nước cuốn mạnh. Cho nên chị biết nếu chị cứ bám thì cả hai cùng chết, cuối cùng thì chị chết. Ở trong này chúng ta thấy Chúa Giê-xu nói làm sao? Ta là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời, và bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Chúng ta quá quen với câu nói này. Không phải là việc Chúa Giê-xu cho chúng ta bánh ăn, mà chính anh chị em là những người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, đổ máu mình ra để cho con cái mình nó được trưởng thành. Nhưng ở đây tôi muốn nói, không phải vấn đề là nuôi con. Ở đây tôi muốn nói, liệu chừng chúng ta có hy sinh được ở trong vai trò của vợ chồng với nhau hay không? Đức Kitô chết cho chúng ta, như Đức Kitô đã yêu chúng ta, và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa, tựa hương thơm ngào ngạt. Tất cả những ý tưởng này, nó chỉ chung quy có một điều thôi, là chính Đức Giê-xu Kitô đã chết cho người khác được sống. Tôi nói đến sức mạnh của tình yêu. Ở đây, chúng ta nói tình yêu nó mạnh như sự chết ở trong sách Diễm Tình Ca. Thật sự, nếu mà nói mạnh như sự chết thì ở trong sách Diễm Ca, còn chúng ta ngày nay, chúng ta phải nói là tình yêu nó mạnh hơn cả sự chết. Bởi vì khi con người đã yêu rồi, cái chết không đe dọa họ. Tôi đọc một vài chuyện. Ngày 12 tháng 1 năm 2015, có hai trẻ quấn dây điện ở gần khu vực Gia Lâm, Hà Nội. Em trai 24 tuổi, em gái 22 tuổi, không có bỏ tên ở đây, chết. Hai em quấn dây điện châm mình chết, chỉ bởi vì gia đình cấm không cho hai em lấy nhau. Chúng ta không nói tới hành động ngu muội của các em, chúng ta chỉ nói rằng trong khi tình yêu nó chiếm đoạt con người của hai em rồi, thì cái chết không còn đe dọa nó nữa, bởi vì nó muốn nếu được thì chết chung với nhau. Ngày 5 tháng 9 năm 2014, có hai em có quan hệ huyết thống bà con, yêu nhau, bị cấm, cho nên hai em đã về Phú Yên thuê phòng ngủ và uống thuốc tự tử trong tư thế ôm nhau. Một lần nữa, chúng ta có thể cho đó là một hành động ngu muội, nhưng trong tình yêu thật, các em không sợ chết. Ở đây tôi muốn nói tới một cái thư của một chị tên là chị Mỹ Nhân, có dịp tôi đọc rồi cũng rất là hay. 38 tuổi, ở xã An Xuyên, Cà Mau. Chị treo cổ chết vào ngày 24 tháng 4 năm 2013. Chị để lại một bức thư như thế này. Anh ơi, trong hoàn cảnh gia đình mình quá nghèo khổ, em không sống nổi với anh và các con. Từ một tháng qua, em bị bệnh nằm xuống nhưng không ngủ được. Em nhớ đến nợ nần, đến tiền học phí của các con, đến sự khổ cực cả đời của anh. Em đã cố gắng lắm rồi. Em chạy tiền bằng mọi cách để trị bệnh, để lo đóng học phí cho các con, nhưng có ai cho mình mượn, cho mình vay đâu. Rồi chị viết cho các con: các con ơi, các con bằng tâm ngân, các con đừng trách mẹ. Mẹ khổ nhiều lắm, mẹ chạy tiền cho các con ăn học, bây giờ nợ nhiều lắm. Mẹ đã đi van xin được cấp sổ hộ nghèo để mẹ vay tiền đóng học phí cho các con, nhưng không ai cho gia đình mình là nghèo hết. Mẹ chết đi để giảm gánh nặng cho cha con, để phù hộ cho cha con được trúng số độc đắc, để chính quyền thấy mình thực sự khổ rồi cấp sổ hộ nghèo, vay tiền đóng học phí cho các con. Các con cố gắng vươn lên học tập đổi đời, đừng để cho cha các con phải khổ. Anh Bảo ơi, chị viết cho chồng của chị, anh ra hội chữ thập đỏ xin hòm để liệm em, đừng mua tốn kém lắm. Dành tiền lo cho các con của mình ăn học nghe anh. Đây là một câu chuyện có thật. Đây là một lá thư trích ra từng đoạn một. Và câu chuyện này chúng ta nghe nhiều, để nói lên được tình yêu nó mạnh hơn sự chết. Bởi vì khi con người nghĩ đến chồng, nghĩ đến con, nghĩ đến những người khác, và một hành động chúng ta có thể cho là điên cuồng, nhưng nói lên được một tình yêu hết sức thật, và họ vào một thế mà chúng ta gọi là không còn lối thoát. Đây là những con người thật sự cảm nghiệm được tình yêu, mà đứng trước cái chết họ không còn sợ. Nói như ở trong thư gửi cho Philippians, với Thiên Chúa chúng ta có thể làm được mọi sự. Vì thế tình yêu làm cho con người, như ở trong thư Philippians, tình yêu làm cho chúng ta làm được mọi sự. Nếu chúng ta hiểu được tình yêu
là tình yêu thật đến từ Thiên Chúa. Thì ở đây tôi muốn nói đến điều mà Thánh Phaolô căn dặn chúng ta ở trong thư gửi cho tín hữu Côrintô. Giá như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, tức là tình yêu đó, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn trũng trệ xoan xoảng. Giá như tôi được ơn nói tiên tri và được biết đến mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin để chuyển núi dời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đây quả là một bức thư tuyệt vời của Thánh Phaolô. Ở trong đó Thánh Phaolô nói đức mến hay tình yêu, nó cao trọng hơn tất cả những ơn thiên khác. Ơn nói tiên tri, ơn biết điều bí nhiệm, ơn chuyển núi dời non. Ở đây chúng ta nói tới đem gia tài bố thí, nếu trường hợp mà chúng ta có làm được tất cả những cái việc này, nộp thân xác để thiêu đốt, tất cả những việc này, mà nếu chúng ta không có tình yêu thì nó hoàn toàn vô nghĩa. Vậy thì tình yêu nó như thế nào, đòi hỏi cái gì? Nó có 15 cái phẩm chất mà Thánh Phaolô đưa ra ở đây. Tình yêu trong đời sống hôn nhân, thứ nhất là phải biết nhẫn nhục, một sự nhịn chín sự lành. Nhẫn nhục là một điều hết sức khó làm, bởi vì nó làm cho con người chúng ta phải thua kém người khác. Tôi nói khi chúng ta mở miệng xin lỗi, không phải bởi vì mình có lỗi, mà bởi vì mình muốn gia đình mình được hòa thuận êm ấm, và mình đặt vấn đề bình an hạnh phúc trong gia đình cao hơn cái tôi của mình, cho nên mình mới nhẫn nhục mình chịu đựng. Một sự nhịn chín sự lành, ai cũng biết, chỉ có điều mình nhịn không được. Tình yêu đòi hỏi việc đầu tiên là phải nhẫn nhục, rồi hiền hậu. Hiền hậu tự bản chất của tình yêu, tôi không nói hiền hậu ở đây là những con người tự bản chất là hiền, nó hiền như ma sơ, tôi không nói như vậy. Nhưng mà tôi nói tình yêu nó làm cho con người mình hiền. Ở đây có ai là sư tử Hà Đông không? Chắc không. Nhưng mà nhiều khi bản thân của chúng ta là các bà đó, nhiều khi cũng giận dữ, cũng la mắng, cũng đồ, bởi vì đó là cái căn tính của mình. Nhưng mà tôi đang nói tình yêu nó biến chúng ta trở thành những con mèo ướt, bởi vì tự bản chất tình yêu nó làm cho chúng ta hiền hậu. Hãy nhìn con cháu của mình. Con của mình là mình biết ơn ai cả. Trời ơi, cái thằng này tướng trời lắm, cái con này trời ơi nó đánh đá lắm, vậy mà đến khi nó gặp thằng đó nó đứng nó ống eo, nó hiền hậu là bởi vì tình yêu thuần phục nó. Rồi đến khi nó về nó ở, rồi lúc đó nó mới lòi mặt thật ra. Nhưng mà tôi đang nói tới cái tình yêu làm cho con người nó hiền hậu. Có bao giờ hai đứa nó đang yêu nhau mà nó tới với nhau gần sừng sổ đâu? Không. Con mình biết mà. Trời ơi, nó trả lời, nó nói chuyện với mình bóp chát. Vậy mà khi nó nói chuyện với thằng, nó lạy Chúa tôi, mình ước gì mà nó lúc nào cũng vậy. Nó e lệ rồi, nó lượn qua, nó lượn về lạy Chúa tôi, mình đâu có biết nó là con mình đâu. Tình yêu nó làm cho con người mình tự nhiên hiền hậu. Mà đó là đòi hỏi, nó e lệ, nó khép nép, rồi lời ăn tiếng nói của nó nhẹ nhàng. Trời ơi, nó nói mà mình nghe nó dễ thương vô cùng. Cái bản chất của nó là một chuyện, nhưng khi nó đã yêu rồi thì tự nhiên tình yêu biến đổi nó. Tình yêu nó làm cho con người mình không ghen tương. Thấy em đẹp, anh muốn cho em đẹp hơn, chứ không phải là bây giờ đừng có sửa đổi nữa, đừng có làm gì nữa. Đã như vậy, mình thấy một người thành công, mình muốn cho người đó thành công hơn. Tình yêu không làm cho mình ghen tương, mà muốn cho người khác cũng được như mình. Tình yêu không có vênh vang, không có nổ. Tiếng Việt mình là không có nổ.
Bởi vì nổ thì nó không còn yêu tôi. Ở đây cứ mỗi lần về lại San Jose này là không bao giờ tôi quên được cái câu chuyện. Ngày xưa con ở khu vực này, ở khu vực ở chỗ đường Capitol với White á, ở đó mấy năm, ở đó rồi đi cắt cỏ. Trên cái khu vực bên đó ngày xưa con cắt cỏ không biết nhiều lắm. Bây giờ nó thay đổi nhiều quá rồi. Ở vùng năm trước năm 2000, khoảng năm 93, 94, 95 là đi cắt cỏ vùng bên đó. Mà thời kỳ cắt cỏ bữa nay là mấy 20 năm rồi ha. Thời kỳ cắt cỏ bên đó thì cũng vui. Rồi đi làm việc rồi cũng gặp người này người kia rồi quen cũng nhiều người. Con nhớ là năm 90, khoảng chừng năm 93, đúng rồi, 94, 93 thì phải, 93. Thì con về Việt Nam thì ở trong giáo xứ có một cái anh, có một anh Việt kiều lúc đó mới bắt đầu về Việt Nam đi cua gái đó. Thì ở trong giáo xứ cũng có cô gái dễ thương lắm. Cho nên anh ta tới tán tỉnh rồi thấy mấy đứa, ồ cái mác Việt kiều lúc đó giá trị lắm, mới có năm 93 mà. Anh ta về thì có người nói giới thiệu ông thầy này, hồi đó đi tu chưa làm cha. Ông thầy này cũng ở bên Mỹ về, anh nói ô vậy hả? Thì thấy anh ta tới nói chuyện mà còn sổ là vài câu tiếng Mỹ rồi nên mình thấy cũng có vẻ thứ thiệt rồi. Rồi có cái business card, nó đưa cho cái business card để mà qua, để mà sau này có gì liên lạc á. Thì thấy tên là David gì đó, không nhớ, David Nguyễn là gì đó. Thì thấy trong cái business card không có tiếng Việt, toàn tiếng Anh không à. Thì ở trong đó để là tên, rồi có đề nghiệp để là kỹ sư môi trường, environmental engineer, kỹ sư môi trường. Mấy tháng sau qua đây đi cắt cỏ ở dưới chỗ cái đường, bây giờ là cái đường gần cái Ocala đó. Con đang cắt cỏ bên này thì con nhìn qua con thấy có một cái anh mà tự nhiên lúc đó không có nhớ, thì mình cứ cắt bình thường thôi. Thì thấy anh ta nhìn xong anh ta quay lại, anh ta dẹp hết đồ rồi bắt đầu anh ta lên xe anh chạy mất. 10 phút sau khi anh ta đi rồi con mới nhớ lại, anh nói ồ thì ra cái anh này là kỹ sư môi trường mình gặp đây. Đi cắt cỏ thì nói đi cắt cỏ cho rồi còn kỹ sư môi trường. Nổ quá. Tình yêu nó không có vinh vang, nó làm cho mình hơn người khác. Tình yêu bắt buộc phải có sự xây dựng. Mà kẻ thù của tình yêu là sự ghen tương, sự giận ghét. Mà kết quả của ghen tương, giận ghét là sự chia rẽ. Vì thế tình yêu nó không thể nào cho phép chúng ta làm hại người mình yêu. Bởi vì khi mình hại mà người ta cứ nói rằng là vì yêu cho nên tôi không có muốn làm. Có những người nói, có những ông trong cách đây mấy năm trời ở bên Houston hay là bên New Orleans thì không nhớ nữa, cả chục năm rồi. Có một trường hợp mà hai vợ chồng ly dị nhau rồi không biết như thế nào. Con cũng không rõ cái vấn đề đó. Nhưng mà chỉ biết rằng là ông chồng ông đem súng ông bắn hết mấy đứa con. Rồi ông bắn ông chết. Mà ông trong cái thư ông để lại thật sự nó cũng phải cái thư chỉ có mấy chữ thôi. Là ông nói vì ông thương con và ông không muốn cho con phải sống khổ. Cái đó không phải là thương. Yêu thương mình không có làm những điều bất chính. Mình không thể làm hại người khác được. Và nếu trường hợp mình làm, mình giết người khác mà mình cho là mình thương, chẳng qua đó là một loại tình thương ích kỷ. Nó không còn là tình yêu thật sự nữa, mà nó trở thành một cái dạng ích kỷ. Mình muốn làm cho được lòng mình mà thôi. Tình yêu không tìm tư lợi. Chúng ta không có thể nào mà vì yêu thương hả, mà cứ nghĩ chỉ có tới mình. Ở trong Thánh Phaolô ngài hiểu về tâm lý gia đình rất nhiều, và ngài cũng nói ngay cả trong đời sống tình dục của anh chị em đó, mà một khi đã trở thành vợ chồng thì thân xác của mình không còn thuộc về mình nữa mà thuộc về người phối ngẫu của mình. Ngài cũng căn dặn điều đó rất là kỹ. Ngài cũng nói cho chúng ta biết được như vậy. Tình yêu không có nóng giận hả? Cái này là dễ biết nhất. Chúng ta hồi nãy mới vừa nói tình yêu là nhẫn nhục hiền hậu. Hồi nãy con đã nói rồi, một cái đứa mà nó hung hăng mà đến khi nó yêu, trời ơi, nó nhẹ nhàng, nó khép nép, nó khoan thai, nó dịu dàng, nó đi mà nó giống như là nó đi không nổi vậy. Bởi vì nó làm điệu. Bởi vì tình yêu làm cho nó hiền hậu. Tình yêu nó không thể có sự nóng giận được. Cho nên khi mà hai đứa yêu nhau, mình thấy nó nói chuyện với nhau, nó có bao giờ nó muốn cho mình nghe đâu. Nó cứ xì xì xào xào. Chưa chắc nó đã nghe nhau, nhưng mà nó không cần. Miễn làm sao nó có xì xì xào xào, đừng người khác nghe là được rồi. Vậy mà coi trong gia đình, đến khi hai ông bà giận nhau lại, Chúa tôi, hàng xóm cách cả 1 km cũng còn nghe được. Là bởi vì khi mình giận nhau là mình la cho to. Mình cứ nghĩ rằng người khác không nghe, cho nên la cho thiệt lớn. Mà đến khi yêu nhau rồi, ngồi gần kề nhau nhiều khi nói cũng nghe, cứ xì xì xào xào. Tình yêu tự nó đòi hỏi phải có những cái sự nhẹ nhàng là vậy. Nó thì thầm, nó không có cần nóng giận. Tình yêu không nuôi hận thù.
không nuôi hận thù. Cái này thì chúng ta đọc quá nhiều hả? Vua nước Vệ ngày xưa yêu Di Tử Hà vô cùng. Rồi chúng ta nghe câu chuyện Di Tử Hà lấy cái xe của nhà vua để chở mẹ bị bệnh đi gặp thầy lang. Nhà vua về không những không trách mà còn nói Di Tử Hà là người có hiếu với mẹ. Rồi một ngày kia đi trong vườn thượng uyển thấy một cái trái cây rất là ngon, Di Tử Hà ăn thấy ngon quá đưa cho nhà vua. Nhà vua khen là thảo. Nhưng mà đến khi nhà vua và Di Tử Hà không còn thân thiết nữa, cơm không lạnh canh không ngọt, thì nhà vua lôi chuyện cũ ra và bắt đầu lên án Di Tử Hà. Nào là dám lấy Long Xa mà không xin phép nhà vua, nào là dám để cho nhà vua ăn trái cây thừa. Nói như vậy để thấy tình yêu nó không nuôi hận thù, mà mỗi khi đã có hận thù là chúng ta không còn yêu nhau nữa. Đương nhiên cái này chúng ta nói có tính cách lý tưởng, nhưng mà trong đời sống thực tế đó thì vợ chồng mà là con người mà, cho nên nhiều khi chúng ta cứ hay nuôi những cái câu chuyện cũ, ngày đó tháng đó ở tại cái góc đó ông nói tôi như thế này mà nhớ hoài nhớ đời. Còn có những cái câu nói mà nhiều khi ông nói cũng rất hay không nhớ. Có những điều mà bà làm rất nhiều ông không nhớ, chỉ nhớ cái điều bà làm sai thôi. Bởi vì khi chúng ta yêu thì những cái việc sai nó không còn là sai nữa. Đợi em mà hẹn với em 2 giờ mà em tới 2 giờ rưỡi tức là trễ rồi. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên không phải là trễ, câu hỏi đầu tiên là chuyện gì xảy ra cho em vậy trời, anh lo quá sức. Đó, yêu đó. Hẹn em 2 giờ mà em 2 giờ 5 phút, bà không biết coi đồng hồ hả? Tình yêu nó không thể có cái sự nuôi hận thù. Tình yêu không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tất cả những cái này là những cái phẩm chất của tình yêu. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tất cả những cái này tôi sẽ nói thêm. Nhưng mà ở trong này chúng ta có thể gom góp được những điều cần phải sống ở trong gia đình. Bởi vì nếu tình yêu là tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả, thì đâu có cái chuyện mà xảy ra ông nói gà, bà nói vịt, rồi ông với bà đem nhau ra để tranh cãi giữa những người khác. Chẳng qua là bởi vì chúng ta không hiểu được tình yêu thật, mà chúng ta chỉ hiểu theo lối tình yêu của con người. Ở trong đó chúng ta có yêu, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở cái mức độ lãng mạn thôi, chứ nó không qua được cái phần hy sinh và phó thác. Ở trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô cũng nói đến tình yêu, lòng bác ái ha. Và ngài nói, tại vì cái chữ của tiếng Latin thì nó không có gì khác nhau, caritas là bác ái, là tình yêu. Nhưng mà dịch ra tiếng Việt mình thì hơi thay đổi một chút thì cũng không sao. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Tuyệt vời quá! Toàn là những điều mà làm cho chúng ta nên thánh không à? Những điều này chúng ta đã làm qua chứ không phải mình không làm được. Nên nhớ thời kỳ trước khi lấy nhau hay là thời kỳ mới lấy nhau, tất cả những điều này chúng ta còn làm hơn thế nữa. Thời kỳ mà chúng ta mới lấy nhau có bao giờ mà chúng ta trách nhau chuyện gì đâu. Làm việc gì sai chúng ta cũng coi là đúng. Đó là chưa nói việc mình lo không phải là những gì sai, mà liệu chừng là người yêu của mình có bị ảnh hưởng gì không. Cho nên tất cả những lời dạy của Thánh Phaolô chúng ta hiểu hết. Rồi ngài nói tiếp, hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa, vui với người vui, khóc với người khóc. Tất cả những cái này Thánh Phaolô muốn nói với những người khác, nhưng mà con muốn đưa cái này vào trong đời sống vợ chồng. Nếu trường hợp mà chúng ta chúc lành cho những người bắt bớ anh em, đây là nói về kẻ thù bên ngoài đó, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Vậy mà chồng gì anh, vợ gì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây. Mỗi người thì một nợ cầm tay, đời xưa thì nợ vợ mà đời nay nợ chồng. Ngài nói đừng có nguyền rủa. Ngài nói lời hãy chúc lành, vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại nhưng ham thích những gì hèn mọn. Đừng có ham thích những cái của trên trời, những cái gì mà cao xa quá hả? Bu trên dây, gọi là đu dây điện đó. Người Việt Nam gọi đu dây điện. Đừng có đu cao quá xuống, ham những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác.
hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó. Vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Ở đây Thánh Phaolô muốn nói gì? Ngài muốn nói là ở trong đời sống của chúng ta cứ việc sống theo lời của Thiên Chúa kêu gọi là hãy thương yêu, dùng những cái lời khuyên nhủ nhau, hãy lấy lời lời khuyên nhủ nhau nhẹ nhàng chịu đựng, rồi vui với người vui, khóc với người khóc, chúc lành chứ đừng nguyền rủa. Còn việc trừng phạt, nếu người đó làm sai đừng có lo, bây giờ đừng có cho mình là khôn ngoan, bây giờ đừng có nghĩ mình cần phải phạt người đó. Thánh Phaolô nói đừng, anh em đừng có tự mình báo oán, đừng có phạt, để việc đó cho Chúa. Chúa sẽ phạt, bởi vì có lời chép Đức Chúa phán. Đây nè, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Mình không cần làm. Hoàng thiên hữu nhãn mà, ông trời có mắt mà. Cho nên tránh trời cũng không khỏi nắng. Những người mà làm sai, những người mà lúc nào cũng có nghĩ rằng ta là cái rốn của vũ trụ và bắt mọi người phải hầu hạ mình, rồi đây họ sẽ phải chịu cái kết quả đó. Mình không cần phải làm. Mình cứ nhẹ nhàng, đừng tự cao tự đại. Mình hãy chúc lành chứ đừng nguyền rủa họ. Đương nhiên đây là những điều khó mà làm được. Ở trong này Thánh Phaolô nói cái gì? Tình yêu không giả hình giả bộ, không coi người khác trọng hơn mình. Lấy tinh thần phục sốt sắng và phục vụ Chúa, hy vọng kiên nhẫn lúc gặp gian truân, chia sẻ với người khác. Tình yêu chúc lành cho những người bắt bớ mình, không nguyền rủa, vui với người vui, khóc với người khóc. Tình yêu không lấy ác báo ác, sống hòa thuận với mọi người, không để sự ác thắng mình nhưng lấy thiện để mà thắng ác. Đó là tất cả những điều mà Thánh Phaolô nói ở trong thư gửi cho tín hữu Roma. Bây giờ chúng ta đi vào hôn nhân và tình yêu một chút trước khi có mấy câu trả lời ở đây. Đúng ra hôn nhân nó kết hợp là do tình yêu, và đó mới thật sự là cái đúng. Tình yêu là nguyên nhân kết hợp vợ chồng. Cho nên ngày đầu tiên khi mà đi qua đi về hả, mà nhìn thấy bóng dáng của em mê rồi đó, là lúc đó tình yêu nó bắt đầu len lỏi vào. Bây giờ thì Mận mới hỏi Đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mà Mận hỏi thì Đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng mà chưa ai vào. Cứ vậy mà tới đi. Những cái câu đối đáp hết sức đơn sơ hay của người Việt Nam ngày xưa, nó bắt đầu với tình yêu. Mà tình yêu mới đúng là cái nguyên nhân đầu tiên dẫn đến kết hợp vợ chồng. Hôn nhân mới là sự kết hợp của vợ chồng, là sự kết hợp của hai đối tượng bất toàn cho một lý tưởng hoàn toàn. Có ai cảm thấy mình là người hoàn hảo đưa tay coi? Có ông nào mà hoàn hảo chưa? Nhân thập toàn đưa tay coi. Có bà nào mà nhân thập toàn đưa tay coi? Mà nếu trường hợp nhân vô thập toàn thì chính hai cái đối tượng mà vô thập toàn này kết hợp với nhau để tạo nên một lý tưởng mà chúng ta cho là hoàn hảo. Đó là hôn nhân. Trong hôn nhân mình đặt biết bao nhiêu ước vọng. Ở trong đó vợ chồng phải yêu thương nhau, con cái phải được hạnh phúc. Tất cả những cái gì mà chúng ta cho là hoàn hảo nhất, mình gán ghép bởi một cặp mà chẳng có ai hoàn hảo cả. Mà nếu chúng ta biết được nhân vô thập toàn, mà cả hai đều vô thập toàn, thì việc mà chúng ta kết hợp để làm lại, làm một điều hoàn hảo, là một điều chúng ta cần phải học và cần phải thay đổi mình. Nếu trường hợp một người không có hoàn hảo, vô thập toàn, mà hôn nhân kết hợp lại để tạo nên một gia đình lộn xộn, thiếu bình an, hạnh phúc, ai làm chẳng được, có phải không? Ông cũng không ra gì, bà cũng không ra gì. Bây giờ muốn tạo thành một gia đình không ra gì, chuyện đó ai làm chẳng được. Cái khổ là ông chẳng ra gì, bà chẳng ra gì, mà cả hai đều muốn tạo nên một gia đình hạnh phúc, bình an, con cái yêu thương nhau, cả đâu mới khó. Mà bởi vì mình nhận ra mình bất toàn, cho nên bây giờ việc đầu tiên là phải nhớ những nguyên tắc ông bà đã dạy: tu thân tề gia trị quốc rồi mới bình thiên hạ sau. Hãy sửa chính mình trước. Ở trong đó cái vô thập toàn nó đến với mình, thì việc đầu tiên sửa mình là mình biết mình sai, thì mình biết người phối ngẫu của mình cũng sai, cho nên ráng mà tha thứ cho nhau. Bởi vì tha thứ là điều kiện phải có để cho hôn nhân nó tồn tại. Vì sao? Thưa, bởi vì ông bất toàn, bà bất toàn mà đứng lại với nhau thì tạo ra toàn là cái thứ bất toàn không à. Cho nên nếu mình không tha thứ nhau, nếu mình cứ theo cái chế độ luật của Môsê, mắt đền mắt, răng đền răng, ở với nhau chừng vài năm thì răng giả đầy.
Vì mình biết mình bất toàn, vì mình biết cả hai vợ chồng bất toàn, mà hai vợ chồng bất toàn đang cố gắng tạo ra một gia đình hoàn toàn. Cho nên tha thứ nó là điều kiện bắt buộc phải có, không thể nào không có được. Tha thứ như thế nào? Thưa, nó đòi hỏi nhiều lắm. Ở trong tha thứ nó đòi hỏi rất nhiều. Chúng ta nghe nhiều rồi hả? Yêu nhau thì 5-6 núi cũng trèo, 7-8 sông cũng lội, 90 đèo cũng qua. Bởi vì khi yêu thì củ ấu cũng tròn, chỉ có khi ghét nhau thì bồ hòn nó cũng méo. Yêu nhau thì câu 6 bổ 3, bổ 3 tức là ăn miếng cho to to, nhai còn được một chút. Mà ghét nhau thì câu 6 bổ ra làm 10 chút chút, ăn được cái gì? Nói như vậy để thấy việc tha thứ là điều kiện cần thiết phải có ở trong đời sống hôn nhân. Ở đây chúng ta nói tới việc tha thứ, Chúa Giêsu nói chúng ta phải tha 70 lần 7. Rồi chúng ta phải tha thứ cho người khác. Chúng ta nhớ câu chuyện là một ông chủ tha 10.000 nén bạc cho một cái đứa nợ ông. Nó đi ra ngoài nó bắt cái người kia, chỉ có nợ nó có 10 nén bạc thôi, mà nó làm hùng làm dữ. Cuối cùng ông chủ kêu nó về lại, nhốt nó trong tù cho đến khi nó trả xong đồng bạc cuối cùng. Ở đây tôi chỉ muốn nói cả hai, cả vợ cả chồng đều là những con người bất toàn, thì chúng ta cố gắng và hiểu rằng sự tha thứ là vô giới hạn. Chúng ta tha và tha hoài, tha như chúng ta đọc kinh lạy cha, tha nợ cho con như con cũng tha những người có nợ với con. Rồi chúng ta cũng phải tha thứ cho kẻ thù, mà kẻ thù đâu có xa đâu. Người ta gọi là vợ chồng đôi khi chính là những kẻ thù đang cùng giường với mình, đang cùng nhà với mình. Mà cái đau khổ nữa đó là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Cho nên nhiều khi những kẻ thù ở bên ngoài mình tha thứ dễ dàng. Lý do mình cũng không biết nó là ai. Mình đi ra ngoài nó chỉ chửi mình một câu, nó đạp lên chân mình một cái, rồi mình về nhà mình quên mất cái mặt nó. Nhưng mà cái mặt của bà, cái mặt của ông cứ hiện diện bên mình ngoài, làm cho mình khó chịu. Kẻ thù mà mình còn tha thứ được, huống gì là người nhà. Cho nên cái việc tha thứ nó là điều kiện phải có. Có dịp chúng ta sẽ nói nhiều về tha thứ, nhưng mà hôm nay chắc là đủ rồi. Bây giờ chúng ta nói một chút về con cái nữa thôi. Con cái, việc đầu tiên với cha mẹ thì phải có chữ hiếu ha. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, chúng ta nói với nhau như vậy ha. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu được sống trước đổ đâu thì sống sau đổ đấy. Chúng ta đối xử với ông bà như thế nào thì con cháu nó nhìn mình nó cũng đối xử với mình như vậy. Mà ở trong văn chương Việt Nam của chúng ta thì chữ hiếu nó hết sức quan trọng. Chính vua Tự Đức vào thế kỷ thứ 19, một lần ông ta đi vào Quảng Trị để mà đi săn, mà ngày giỗ của vua cha vì mưa lớn lụt lội không về được. Cho nên khi ông quay trở về thì Thái hậu Từ Vũ đã vô cùng giận, mà ngồi trên ghế bám lấy cái miếng giấy, miếng vải đến nổ rách. Nhà vua không nói gì, vua Tự Đức ông ta đến lấy một cái roi và đến trước mặt của mẹ mình là Thái hậu Từ Vũ, nằm xuống và đưa roi cho tay mẹ để cho mẹ đánh ông vì cái tội dỗ cha mà không về. Thái hậu Từ Vũ đã không đánh, nhưng bà cầm roi và đặt lên trên cái mông của nhà vua, trở thành một biểu tượng từ đó cho đến chết không bao giờ vắng mặt, dám vắng mặt trong ngày dỗ của cha mình. Văn hóa Việt Nam của chúng ta dạy mình đối với những con người còn sống mình phải có hiếu rồi, mà đối với người chết cũng phải như vậy. Cho nên biết bao nhiêu lần mình đọc được hả? Phụ mẫu quá cố, sự tử như sanh, hương án bia danh tử tôn kính dỗ, để cho con cháu nhớ mà cầu nguyện. Hiểu hết không? Nghe vậy thôi mà cũng không hỏi. Phụ mẫu quá cố, cha mẹ mà chết rồi, sự tử như sanh, sự chết cũng như sự sống, hương án bia danh, hương án phải để ghi tên lại tử tôn kính dỗ cho con cháu nó nhớ mà kính dỗ tới. Đó là bổn phận hiếu thảo. Và vì thế cái chữ hiếu đối với cha mẹ thì con cái phải có chữ hiếu. Tôi thích nhất là ở trong truyện Kiều, cổ nhân của mình nói làm sao: nhân sinh bất hạnh hiếu vi tiên. Ở trong 100 điều mà vô bất hiếu đó, thì ở trong 100 điều hạnh đó, thì cái chữ hiếu là cái điều đầu tiên. Chữ hiếu đối với cha mẹ là điều đầu tiên. Cho nên ở trong truyện Kiều là một biểu tượng của văn hóa Việt Nam mình. Nó nói lên cái cùng khổ của Thúy Kiều. Bà là một người hồng nhan bạc phận, đau khổ đẹp quá mà nó có nhiều cái khổ. Đến khi tụi quan án đến để mà bắt ông ba của Thúy Kiều đó, để mà đánh đập và bắt ông phải chuộc tiền đó, thì Thúy Kiều không chịu đựng được, cho nên cuối cùng phải bán mình chuộc cha. Mà ở trong đoạn truyện Kiều Nguyễn Du viết: sao cho cốt nhục vạn tuyền, trong khi ngộ biến tòng quyền biết bao, duyên hội ngộ đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn.
Bởi vì bà bây giờ bà phải bán mình, bởi vì bà không chịu cảnh để cho cha mình bị bọn quan lại nó hành hạ được. Rồi bà không nghĩ tới thân phận của mình, bà chỉ nghĩ tới cái chữ hiếu, phải làm sao cho cha mình đừng có bị hành hạ. Vẽ chi một mảnh hồng nhan, tóc tơ chưa chuốt đền ơn sinh thành, hổ sinh ra phận má đào, công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong. Cho nên Nguyễn Du đã kết thúc cái câu chuyện của Nguyễn của Thúy Kiều khi bà bán mình chuộc cha. Mà ở trong một xã hội quan liêu như vậy thì cái chữ trinh đáng giá ngàn vàng, cái trinh tiết của con người, nhất người nữ Việt Nam thời kỳ đó, nó không phải chỉ là một cái gì quý giá, mà nó đánh giá cả con người, cả một dòng họ. Mà ở đây một con người đã công khai bán mình, bán trinh tiết để chuộc cha, mà Nguyễn Du đã dám viết như thế này: như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy vay. Liệu chừng việc bà bán mình chuộc cha nó là một cái nỗi nhục hay là nó là một chữ hiếu? Nó là một câu hỏi đặt ra. Nói như vậy để thấy ở trong văn hóa Việt Nam họ đặt cái chữ hiếu quan trọng. Thì những người làm con, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ là vậy. Cho nên chính chúng ta, tiếc là ở đây không có con nít nhiều, mình cũng phải dạy cho nó biết hả? Đúng, cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Mà như con đã nói rồi, sống trước đổ đâu thì sống sau đổ đấy. Mình làm như thế nào thì con cái nó cũng theo mình như vậy. Cố gắng đừng để cho thiên hạ phải trách móc mình, bởi vì sống thì con chẳng cho ăn, đến khi cha chết thì chỉ có làm văn tế ruồi, lúc đó chẳng được cái gì cả. Ngoài cái vấn đề chữ hiếu, chúng ta còn có anh chị em với nhau ở trong gia đình. Đi vội vàng một chút, chỉ nghe cái câu chuyện trầu cau thôi. Trầu Cau ngày xưa đời vua Hùng Vương thứ tư, ở nhà họ Cao sinh ra hai anh em, mấy câu chuyện mình biết quá rồi. Đặt tên một đứa tên Tân, một đứa tên Lan. Hai anh em rất là yêu thương nhau, gia đình rất tốt. Đùng một cái nhà bị cháy, chết cả cha cả mẹ. Ông nhà họ Lưu đem hai anh em về nuôi, tuổi mới 15-16 nhưng mà rất là đẹp trai. Bên nhà họ Lưu lại có một cô con gái rất đẹp, tên là Xuân Phù. Rồi hai anh em đem lòng yêu một cô gái. Một ngày kia khi đứa con lớn lên một chút rồi thì nhà họ Lưu cũng muốn gả, cho nên ông ta dọn ra một mâm cơm mà chỉ để một đôi đũa. Người em là Lan biết được ý định cho nên cầm lấy đôi đũa và bỏ qua cho anh mình. Thế rồi ông biết, bởi vì hai anh em giống nhau quá, cho nên ông biết đây là người anh, rồi gả Xuân Phù cho người anh. Sau khi đã có vợ, có thể là bởi vì có vợ rồi quên em chăng, cho nên người anh yêu vợ rất nhiều, nhưng từ từ lại không còn tình nghĩa anh em như trước. Người em cũng muốn cho người anh hạnh phúc, mà trong khi chính bản thân ông ở lại cũng không có được sự giúp đỡ của người anh như trước đây. Cho nên người em muốn cho người anh được hạnh phúc trọn vẹn, thế là tự mình bỏ nhà ra đi, đi xa đến một con sông, cái này mình nghe quen rồi, rồi chờ đợi ở đó chết, chết biến thành một tảng đá. Người anh rồi cũng đi tìm, phải không? Quen rồi, chuyện trầu cau nghe hết rồi. Đi tìm tới ngay bờ sông, mệt lạ chết, trở thành một cây lên có trái cau. Rồi cuối cùng bà vợ cũng đi tìm, tìm tới đó chết, thành một cái cây trầu cuốn lên. Sau này đời Hùng Vương, người ta mới nói rằng, bởi vì khi cái trái này nó rớt trúng cái lá và nó rớt vào trúng cái trái miếng đá ở dưới, thì nó hóa thành một màu đỏ. Màu đỏ đó là màu máu quyện lên, mà theo phong tục ngày xưa để biết được là cha hay con đó thì nhỏ máu ăn thề, hoặc là nhỏ máu bỏ vào để tìm cha con đó, nó quyện vào. Đó là chuyện tàu thôi, cho chuyện này nó có DNA rồi ha. Nhưng mà ngày xưa cứ nhỏ máu coi thử biết cha con hay không, ngày nay thì mình biết cái đó là chuyện đùa thôi. Nhưng mà bởi vì nó rớt cái quả cao xuống, đụng lá trầu và rớt vào cái tảng vôi đó, nó biến lên một cái màu đỏ máu. Mà những người trong làng cho là cả ba cái thứ này nó cùng một huyết tộc. Và từ đó nhà vua ra lệnh, mỗi một khi có dịp hôn nhân thì đều phải có trầu cau như là một dấu tích, nói lên được vấn đề không phải chỉ giữa vợ chồng, mà vợ chồng còn cả có hai gia đình ở trong đó, có còn anh chị em. Nói chung hôn nhân là của hai gia đình, của cả anh em máu mủ, một cái tộc hệ ở trong đó. Tuyệt vời. Làm gì có chuyện ở bên Tây này mà cưới luôn hai gia đình. Hai đứa nó lên là xoay gạt, làm đám cưới là nhất rồi. Nó có mời được cha mẹ là mừng lắm rồi. Còn bên Việt Nam mình, cái hình ảnh của anh chị em ở trong cùng một cái hệ tộc, và khi hôn nhân thì cưới cả một gia đình, nó hay tuyệt vời. Lẽ ra với anh chị em thì ông bà dạy của chúng ta như thế nào? Khôn ngoan thì đối đáp với người ngoài, chứ gà cùng một mẹ thì chớ có hoài đá nhau. Vậy mà anh em một nhà, nhiều khi chính chúng ta, chứ không phải ai, chính chúng ta là những người lớn lên rồi đó,
Chính chúng ta là những người gây ra những cái đổ vỡ làm cho cha mẹ mình buồn. Rồi bây giờ mình nhìn lại mình thấy con cái của mình nó không hòa thuận cho nên nó làm cho mình buồn. Là bởi vì cứ tưởng rằng chị ngã thì em nâng, ai ngờ chị ngã thì em bưng miệng cười. Ở đây tôi không có đi nhiều nữa. Ở trong đời sống hôn nhân và gia đình, chúng ta có con cái, có cha mẹ, mà cái quan trọng vẫn là vợ chồng, tình cảm giữa vợ chồng, hôn nhân giữa vợ chồng. Con cái với anh chị em ở trong gia đình là những yếu tố phụ thuộc thôi, nó làm cho gia đình hạnh phúc. Nhưng mà nếu trường hợp vợ chồng hạnh phúc trước thì tạo một điều kiện cho những con cái cũng như anh chị em theo sau. Còn tự căn bản mà vợ chồng không hạnh phúc, đầu không xuôi thì không thể nào đuôi lọt được. Cho nên kết luận, không có tình yêu nào mà cao hơn của người thí mạng cho người mình yêu. Nói như vậy để thấy tình yêu mà Chúa Giêsu nói đây không phải là tình yêu của cha mẹ chết cho con cái, bởi vì cái đó dễ. Tình yêu của vợ chồng chết cho nhau. Tha thứ là một bằng chứng của tình yêu, bởi vì nếu đã yêu thì phải tha. Mà nếu trường hợp chúng ta chưa tha thì chứng tỏ chúng ta chưa có thật sự yêu thương nhau. Bởi vì tha thứ là sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình. Nói cách khác, ai cũng có lầm lỗi, hai nhân vật vô thập toàn sống với nhau thì bắt buộc phải có sự tha thứ. Bởi vì bao lâu chúng ta còn sống thì bấy lâu chúng ta còn lầm lỗi. Nhưng chính sự tha thứ đem lại bình an. Mà khi có bình an, khi có tình yêu thì nói theo lời của Thánh Gioan, ở đâu có tình yêu thì ở đó có Thiên Chúa. Cho nên chính sự tha thứ đem lại sự hiện diện cho Thiên Chúa trong gia đình. Trước khi kết hôn, người Công giáo ký giấy prenuptial agreement có đúng về mặt tín lý không? Thưa không. Bởi vì nếu tình yêu mà phải ký giấy prenuptial, tức là một cái ký giấy trước khi mà tôi ly dị với em, tôi ly dị với anh thì anh sẽ được bao nhiêu phần trăm hả? Tất cả những cái này, một cái gọi là prenuptial agreement, thì cái này hoàn toàn nghịch lại với căn bản về hôn nhân Công giáo. Hôn nhân Công giáo hoàn toàn dựa trên tình yêu, mà nếu trường hợp hôn nhân có những điều kiện thì hôn nhân đó tự nó không thành. Và nếu những trường hợp này xảy ra mà ông cha làm hôn phối biết được thì ông cha đó không được phép làm. Thưa cha, tôi là người ngoại đạo, có được làm lễ hôn phối với người có đạo trong nhà thờ không? Thưa có. Một người không có đạo mà xin cưới với một người có đạo vẫn được làm trong nhà thờ, chỉ với điều kiện người Công giáo đó cứ liên lạc với cha xứ. Cha xứ sẽ viết một cái thư xin giám mục địa phương, và thường thường là ngài cho, tiếng Mỹ nó gọi là dispensation, tức là một cái giấy phép, một cái luật trừ. Thì khi mà ngài cho rồi thì được làm phép ở trong nhà thờ. Con không làm lễ cưới hỏi trong nhà thờ, không biết bên nào ở đây. Con không làm lễ cưới hỏi trong nhà thờ vì con không tin. Con có cách của con để hướng dẫn của con sau này. Cái gì đây? Bên này ok. Cháu giải thích vì không hướng dẫn gia đình của cháu. Không biết cái nào là cái mặt trước với cái nào là cái mặt sau. Ô đây rồi, đây rồi. Con không làm lễ cưới hỏi trong gia đình vì con không tin. Con có cách của con để hướng dẫn con của con sau này. Cháu học giỏi là một công dân Mỹ tốt, là cha mẹ con phải khuyên cháu thế nào? Cháu giải thích vì không hướng dẫn gia đình của cháu theo đạo Công giáo mà đến nhà thờ làm lễ cưới, nghĩa là thề gian. Vậy con có lễ con làm, con có lễ con không làm, vậy làm vậy là có lễ con không làm. Ồ, tôi hiểu cái câu hỏi này rồi. Tức là một người này là cha mẹ có một đứa con, nó nói nó không tin cho nên bây giờ nó không muốn vào trong nhà thờ làm phép cưới, nó không muốn theo cái gì hết, miễn làm sao nó là một công dân tốt là được rồi. Bây giờ đó là cha mẹ thì phải khuyên như thế nào? Bởi vì nó nói nó không tin, nó vào nhà thờ nó cũng chỉ làm cho chiếu lễ thôi, mà như vậy thì nó không làm được. Cái này xảy ra rất là nhiều, bởi vì đa số các em nhỏ bây giờ nó không tin và nó không muốn đi nhà thờ. Vì thế cho nên khi chúng ta nói nó đi nhà thờ, nó nói rằng đến nó chiếu lễ nó không làm. Bây giờ cái câu chuyện là như thế này. Thứ nhất, nếu trường hợp thật sự nó không tin, thật sự nó không muốn thì chúng ta không làm gì được. Lý do, nó có cái tự do của nó. Bổn phận của mình là gì? Thưa, mình vẫn khuyên nó và mình nói với nó là con cố gắng vào nhà thờ. Cố gắng đây có nghĩa là cố gắng để tìm hiểu và vào. Nhưng mình không thể ép buộc điều mà nó không tin. Vì thế có những lúc mà chính chúng ta cũng phải đầu hàng, có những lúc mà chính chúng ta cũng phải biết rằng mình hạn chế không làm được. Nếu trường hợp nó chọn, nó không tin thì chúng ta không làm gì được. Mà trường hợp này xảy ra rất nhiều. Bây giờ phần thứ hai, vậy thì làm cha làm mẹ chúng ta làm được cái gì? Thưa, chúng ta vẫn cứ tiếp tục khuyên, vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện. Nhưng chúng ta biết rằng nếu đây là sự lựa chọn của nó và chúng ta đã làm hết mình rồi,
chúng ta đã cố gắng khuyên lớn hết mình rồi, chứ không phải là khuyên lớn tới độ bây giờ mày không còn là con tao nữa, không phải đâu. Nếu chúng ta đã làm hết khả năng của mình mà nó vẫn không tin thì đừng có lo, việc này để cho Chúa lo, bởi vì Chúa cũng không làm gì được huống gì mình. Tôi nói thật, Chúa cũng không làm gì được là bởi vì nó không tin. Mà Thiên Chúa ở trong giáo lý Công giáo nói là Thiên Chúa cho chúng ta một cái tự do tuyệt đối. Cho nên khi nó nói Chúa ơi con không tin, Chúa cũng chẳng làm gì được. Bởi vì nếu Chúa bắt nó tin thì chứng tỏ nó không có công trạng gì. Còn nếu mà trường hợp Chúa không bắt nó, Chúa để cho nó tự nguyện, thì từ từ sau này cái đã còn ở bây giờ đó, thì mình nói chuyện với Chúa, Chúa ơi con không làm gì được, Chúa làm được gì? Thì Chúa trả lời tao cũng chẳng làm gì được. Tại sao Đức Mẹ và các thụ tạo lại được vinh danh là thụ tạo lại được vinh danh là cửa thiên đàng? Tại sao Thánh Giuse là vật thụ tạo lại có quyền ra lệnh hơn là van xin? Ok, hai cái câu này là cái câu thứ hai. Câu thứ hai là một câu ở trong trong lời của Thánh Louis de Montfort. Ngài nói rằng ở trên thiên đàng Thánh Giuse ra lệnh hơn là van xin. Thật sự đây là một hình thức chúng ta gọi là devotion, tức là lòng sùng kính. Đây không phải là những lời dạy chính thức từ tín lý của giáo hội, mà lòng sùng kính thì đôi khi chúng ta nói theo tiếng Mỹ exaggerate, tức là khuếch đại một chút. Chứ còn thật sự cái chữ mà ra lệnh hay là van xin ở trên thiên đàng hầu như nó không có nghĩa. Ở trong tình yêu đó, tôi nói ở trong tình yêu đó, có bao giờ ở trong tình yêu mà mình nghĩ rằng mình sẽ là nô lệ, em tự nguyện làm nô lệ cho anh, mà mình thích làm nô lệ lắm, với mình yêu mà, hay là anh sẽ là nô lệ suốt đời cho em? Thật sự mình không cảm thấy nhục nhã, bởi vì trong tình yêu không có vấn đề nô lệ. Trong tình yêu mình muốn cho người khác vui. Vì thế vấn đề ở trên thiên đàng, ra lệnh hay van xin là những danh từ mình dùng để nói đời này. Ở trong thần học nó không có. Tất cả chỉ là vấn đề tình yêu. Chứ đừng có nghĩ rằng ở trên đó mà ông Thánh Giuse ra lệnh cho ai được. Tại sao Đức Mẹ là thụ tạo mà lại được vinh danh là cửa thiên đàng? Thưa, đây cũng là một cái câu ở trong cái vấn đề devotion, tức là sùng kính Đức Mẹ. Từ thế kỷ thứ 7 trở đi thì người ta sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt và đến với Đức Mẹ rất nhiều, đến độ thánh lễ một hình thức nào đó bị lãng quên. Việc cầu nguyện với Đức Mẹ nhiều khi còn nhiều hơn cả với thánh lễ. Công đồng Vatican II lôi kéo chúng ta trở lại với Kinh Thánh và thánh lễ là vậy. Vì thế, có rất nhiều người một thời kỳ họ không dám đến với thánh lễ, một phần bởi vì Chúa cao cả quá, họ không dám trực tiếp đụng lưỡi vào trong mình máu Thánh Chúa, cho nên họ qua Đức Maria, và suốt đời của họ họ không biết đọc, không biết viết, nên nhớ sau này mới có chữ viết đọc nhiều. Họ không biết đọc, không biết viết, cho nên chữ Latin không biết, phúc âm không biết đọc, máy in thì chưa có, những cái đó nó quá cao xa. Một hình thức để cho họ sống đạo dễ dàng nhất là cứ đến cầu nguyện với Đức Maria, ở trong đó không cần đọc Kinh Thánh và không biết chữ, rồi cứ lần hạt. Vì thế Đức Maria thời kỳ đó được mệnh danh là cửa thiên đàng, bởi vì đây là một cái cách thức dễ dàng đưa họ vào thiên đàng. Cho nên đó là cái danh từ mà chúng ta dùng, Đức Maria là cửa thiên đàng là vậy. Thưa cha, cha ơi, cha có phương pháp nào ngăn ngừa người chồng chỉ có biết la vợ chửi con cái thì dễ, mà nói khen thì rất khó, chịu thua? La chửi vợ mà khen thì rất khó. Mấy cái ông này nhiều khi ông ngang bướng lắm, bởi vì ông cứ nghĩ ông là trung tâm rốn của vũ trụ. Tôi chỉ có một lời đề nghị như thế này. Bữa sau về đó, chị kêu mấy đứa con lại, chị nói thôi bây giờ trong một tuần tới thôi, mình thử thôi. Trong tuần này mấy đứa con cùng với mẹ lúc nào cũng khen ba mày như là một nhân vật từ trên trời rớt xuống vậy. Cứ coi như đề cao ông suốt một tuần coi thử ông nghĩ cái gì. Mấy ông này không bao giờ khen người khác mà chỉ thích người khác khen mình thôi. Bây giờ mình cứ thử thôi. Mình cứ cái gì cũng khen ông, cái gì cũng cho ông là nhất. Có bao giờ ông nghĩ lại mày khen thật hay khen giả không hả? Còn cái chuyện mà ông chỉ có biết la vợ chửi con cái thì mấy ông này tôi chịu thua. Tại sao không biết làm một cái gì hơn, không biết khen, không biết yêu thương, không biết ngỏ một cái lời gì hơn là chỉ có chửi la thôi. Tội nghiệp mấy người này quá mày. Chồng giấu giếm tiền đem gửi chị của anh ấy, vậy thì anh ấy có lỗi với Thiên Chúa đã dạy không? Có chứ, mà lỗi cả với chị nữa, của cả vợ nữa. Nhưng mà đây cũng là một vấn đề tế nhị. Ở trong gia đình, nhiều khi người vợ hoặc người chồng cắt một ít tiền gửi về bên này bên kia. Câu hỏi đặt ra không phải là người đó gian dối hay không, mà tôi là một người ngoài, hoàn toàn tôi không biết gia đình của anh chị. Nhưng tôi chỉ đặt một câu hỏi như thế này: tại sao việc này xảy ra? Có phải bởi vì chính chị, chính anh là nguyên nhân khiến cho người chồng, người vợ không nói chuyện được với nhau không? Nếu trường hợp mà vợ chồng là một thì những đau khổ, những niềm vui, nỗi buồn đều là chia sẻ với nhau. Và nếu trường hợp bên anh mà cần thì chúng ta cũng có thể giúp được một chút. Nhưng có thể bởi vì cái tính của tôi là một cái tính keo kiệt, cho nên tôi keo kiệt đến độ mà vợ của tôi nó cần giúp em, nó rất cần, mà nó không dám nói, bởi vì mở miệng ra thì tôi chửi. Biết đâu chính tôi là nguyên nhân khiến cho
người này người kia giấu giếm. Vì thế tôi chỉ là một người đứng ngoài, tôi không biết tại sao ảnh làm chuyện này hay chị làm chuyện này, nhưng là một người ngoài, tôi chỉ có một câu hỏi. Hãy đấm ngực coi có phải chính mình là nguyên nhân để cho người phối ngẫu của mình làm chuyện này chăng? Xin cha cho ý kiến về việc đọc kinh tối trong gia đình, trong hoàn cảnh đời sống Mỹ hiện nay. Lạy Chúa tôi, nếu mà gia đình đọc kinh tối được rất tuyệt vời, nhưng mà tôi biết rất là khó. Tôi khuyên như thế này, nếu được ít nhất mỗi một tuần một lần, nên có con cái đừng có đọc dài. Bây giờ mà đọc dài nó không chịu nổi. Cái thứ hai là đọc mà cứ hết kinh này qua kinh kia đó, đọc dài mà kinh nó không hiểu nó không đọc. Tôi đề nghị nếu trường hợp mà con nhỏ sinh ra sau này đọc một vài kinh, cái quan trọng không phải là đọc kinh dài, cái quan trọng là làm sao nó ngồi cùng với mình đọc ba kinh kính mừng thôi cũng được, nhưng mà nó có tình gia đình. Bởi vì trước đây ở bên Việt Nam mình đọc rất dài, bên này thì hầu như khó. Nếu trường hợp tiếp tục được thì rất hay, mà nếu không ít nhất mỗi tuần một lần đọc một kinh cũng được. Cái quan trọng là được ngồi lại với nhau là tốt. Tôi biết nó rất khó, nhưng mà tôi biết có nhiều người đã làm được. Con của con 20 tuổi, mỗi khi kêu đi lễ thì nó nói I know there is God, but I don't feel him. Tôi biết là có Chúa mà tôi không cảm thấy gì cả. Vậy thì con phải khuyên nó như thế nào? Con buồn lắm, chỉ biết cầu nguyện thôi. Ồ, cái tình trạng mà những đứa nhỏ bỏ đi nhà thờ nhiều lắm, nhiều lắm. Gần như bây giờ nó trở thành một phong trào. Một phần nhất là từ thời kỳ mà ông Obama đen này lên, nó bỏ càng nhiều nữa. Bởi vì cái chính sách mới, nó cảm thấy Thiên Chúa không cần thiết, tất cả là thuộc về xã hội. Miễn làm sao sống tốt là được rồi, giống như cái chị trước nói, làm sao sống công dân tốt là được rồi. Bởi vì đối với nó Thiên Chúa không cần thiết. Nhưng ông bà đừng có lo, là một người đi dạy học tôi biết, sông có khúc mà người có lúc, đến lúc rồi tuổi này nó sẽ thay đổi. Mà thường thường á, theo cái thống kê của xã hội bây giờ, cái thay đổi nhiều nhất là khi nó bắt đầu có con. Những đứa mà nó lấy vợ lấy chồng hơi trễ một chút, khoảng 30 tuổi, khi nó đưa sinh đứa con đầu tiên ra, các anh chị sẽ thấy cuộc đời nó thay đổi rất nhiều, đức tin nó bắt đầu trở lại. Thành ra buồn thì buồn vậy, nhưng mà chưa phải đến lúc tuyệt vọng đâu. Các con của con đang ở tuổi dậy thì, các cháu đang bắt đầu học về sinh lý. Làm thế nào để cắt nghĩa vấn đề này đúng theo khoa học, nhưng lồng trong tín lý của người Công giáo để các cháu hiểu đúng vấn đề? Mấy cái này thì có các cha, các sơ, các lớp giáo lý dạy, đừng có lo. Cái vấn đề sinh lý hay là tôi không hiểu cái câu hiểu này, tôi nghĩ là câu hỏi này không có rõ ràng. Cái vấn đề sinh lý thì nó không có nghịch gì với vấn đề tín lý cả. Chỉ có cái vấn đề về tiến hóa này kia thì đôi khi nó hơi nghịch một chút. Nhưng mà ngày nay thì giáo hội cũng cắt nghĩa rất là rõ ràng rồi, thành ra không sao hết. Hay là người này muốn hỏi là về vấn đề sinh lý ở ngoài đó, nhất là trai gái nó quá tự do, mà trong giáo hội thì cấm đoán, vậy thì làm sao mà cắt nghĩa? Tôi nói như thế này, tốt thì mới khó, xấu thì dễ lắm. Học và học chữ thì mới khó, học bài nhanh lắm, nhớ không? Ngày xưa mà mỗi lần đi học đánh bài mau lắm, mà ngồi học chữ học bài không xong. Ba cái xấu thì nó bắt rất là nhanh. Hơn nữa cái tính của con người, khi mà những cái vấn đề về sinh lý tuổi tác nó lớn lên rồi, tới cái tuổi này rồi muốn tìm hiểu nó tò mò, mà khi mình cấm đoán thì nó rất là khó. Tuy nhiên giáo hội bây giờ đầy đủ sách để cho nó đọc, chỉ có điều tụi nó không đọc mà thôi. Nếu trường hợp nó đang ở tuổi dậy thì tôi đề nghị ở bất cứ giáo xứ nào nên tìm cách cho nó sinh hoạt trong giáo xứ. Một trong những cái sai của cha mẹ là không có đem nó tới giáo xứ, cho nên khi nó lớn rồi nó không có đi nữa. Xin cha giảng chậm và rõ hơn được không? Ô, bây giờ muộn quá, bây giờ tôi giảng gần xong rồi. Giới trẻ đang bị cuốn hút vào các idol hay các hot video trên các phương tiện truyền thông internet như là Facebook, Twitter, giáo hội có dự định hay chương trình trong các mạng truyền thông này không? Có cần thiết không? Thưa cần thiết, giáo hội có nghĩ tới và giáo hội cố gắng làm. Tuy nhiên, những cái mà giáo hội làm nó không theo, là bởi vì nó buồn quá, nó boring quá. Tôi nói nè, giáo hội cũng có những cái chương trình nói gì thánh lễ mình nè, mỗi một tuần một lần nó không đi. Vậy mà mỗi một lần có nhóm nhạc rồi gì về trời nó đi ầm ầm, nó bỏ mưa nắng nó đi. Bởi vì không phải là giáo hội không có, chỉ có điều là không hấp dẫn tụi nó. Cái mà hấp dẫn của tụi nó có nghĩa là gì? Nghĩa là làm theo ý của nó. Mà mỗi một lần đến với giáo hội, mỗi một lần đến với nhà thờ, chính bản thân mình cũng vậy. Hồi nhỏ mình cũng đâu thích đi nhà thờ. Bởi vì mỗi một lần đến nhà thờ, mỗi một lần đến với giáo hội là mỗi một lần mình phải tự nhận xét, nhìn lại chính mình. Nói cách khác, nghe lời Chúa bao giờ cũng đau đầu, đi ra nghe người ta sướng hơn. Bởi vì nghe những lời tụi khác nói mà mình có thể nói thêm được, nó làm cho con người mình thoải mái. Còn vô nhà thờ Chúa nói yêu thương kẻ thù, tha thứ cho người này, Chúa đặt ra những điều mình làm không được. Cho nên một trong những điều tự nhiên khi đến với Chúa là con người mình cảm thấy mệt mỏi, mình phải cố gắng mình mới đi được. Con nít nó cũng vậy, tới nhà thờ mà bắt nó phải hy sinh, bắt nó phải chịu đựng, sao nó chịu được? Cho nên nó cảm thấy boring là vậy. Chứ còn về mặt xã hội, giáo hội cũng có những cái webpage, cũng có những cái đài TV cũng có, chỉ có điều nó không coi, nó không theo. Thôi thì mình cứ cầu nguyện đi.
Thưa cha, chồng con không cờ bạc rượu chè, hút sách, chung thủy suốt 35 năm trong đời sống hôn nhân, và anh ta tự hào đã hoàn thiện, yêu vợ quý con, và chồng con nói đi lễ để cho con vui chứ không có lòng yêu Chúa. Thưa cha, giúp con làm sao để chấp nhận sự khác biệt nhận thức về tình yêu của Thiên Chúa. Chị rất là sung sướng, ít nhất là chị có được người chồng mà chị dùng cái chữ là hoàn thiện rồi đó. 35 năm sống trong đời hôn nhân mà ông chung thủy, không rượu chè, không cờ bạc, không hút sách, mà tôi nói con người ông này sắp sửa là làm thánh rồi, nhưng mà tạ ơn Chúa ông chưa làm thánh, bởi vì ông chưa về trời, cho nên ông còn một điều nữa, đó là ông chịu đi lễ, mà đi lễ thì không có yêu Chúa. Thế ít ra ông cũng là con người. Nếu mà ông thêm được cái này nữa thì thôi mình phong thánh luôn cho ông rồi chứ chi nữa. Bây giờ chị hỏi tôi là thưa cha, giúp con làm sao để chấp nhận sự khác biệt. Tôi không có ý kiến gì, nhưng mà tôi chỉ nói như thế này. Hành động của con người nó thể hiện những gì con người suy nghĩ. Nếu trường hợp ảnh là một người yêu vợ quý con 35 năm rồi sống mà như vậy, chứng tỏ là con lợn có béo thì lòng mới ngon, chứng tỏ bên trong nó có thì nó mới ra bên ngoài. Ảnh tự bản chất là một con người tốt rồi. Bây giờ cái vấn đề thứ hai, anh nói anh không đi lễ mà đi lễ để cho chị vui thôi, đó cũng là một cái hy sinh rồi. Bây giờ đến cái thứ ba là cái cuối cùng, làm thế nào để cho anh ta cảm thấy vui trong vấn đề đi lễ. Đây chỉ là một việc có tính cách hoàn toàn giữa anh ta với Thiên Chúa. Vì thế tôi đề nghị chị chỉ có biết cầu nguyện thôi. Những cái điều kiện mà đến với anh ta là đầy đủ rồi. Anh ta yêu vợ, anh ta đi lễ với vợ, tuyệt đó tuyệt vời rồi. Tôi sợ là anh ta không đi nữa kia. Bây giờ chỉ còn có điều cuối cùng là làm sao để anh ta cảm nghiệm được Thiên Chúa. Việc đó chị không làm thay cho anh ta được. Chị hãy cứ cầu nguyện, chị cứ hãy đi một cách vui vẻ, chị cứ cảm nghiệm và vui ở trong đời sống đạo. Biết đâu cái vui của chị nó sẽ lây qua bên anh, bởi vì chị không vui thay cho anh được, chính anh phải cảm nghiệm cái đó. Nếu hai vợ chồng sống chung nhà nhưng mỗi người một phòng sống chung nhưng giống như ly thân, không có nghĩa vợ chồng, như vậy thì có tội không, thưa không? Nếu trường hợp hai vợ chồng mà sống với nhau như ly thân thì cũng chẳng có gì có tội cả. Mà nếu trường hợp nói theo lời của Thánh Phaolô thì dùng những giây phút này để mà cầu nguyện, đang có gì có tội cả. Tôi cũng hiểu tại sao có tội chỗ này, bởi vì đây là cơ hội để cầu nguyện nhiều hơn. Thưa cha, trong hệ thống giáo dân thì có một người là trưởng ấn, người thay thế Đức Giám Mục để lo mọi việc hay luật của giáo hội, thì giáo hội cũng vậy. Đức Giáo Hoàng thường là trưởng ấn của Thiên Chúa để điều hành các luật của Chúa. Tổ Chúa trong giáo hữu thi hành hay giữ đạo, Thiên Chúa cho Ngài quyền cầm buộc hay tháo gỡ dưới đất cho những người phạm luật. Chúa này Đức Giáo Hoàng tuyên bố Who am I? Ngài đã nhiều chúa chức. Ngài đã thản nhiên chối chức trưởng ấn của Chúa, như là phá thai gay Chúa thì cấm. Đức Giáo Hoàng hiện tại thì nói là không sao. Như vậy chúng ta là giáo dân thì chúng ta phải nghe ai, Chúa hay Đức Giáo Hoàng? Cái người hỏi cái câu này, thứ nhất là họ không rành, thứ hai là họ hiểu sai. Khi Đức Giáo Hoàng nói Who am I to judge, Ngài không có ý muốn nói là Ngài không có phải là người đứng ra để quyết định. Nên nhớ, theo luật của giáo hội, trên thế gian này không ai có quyền lên án hay có quyền phán xét. Đương nhiên chúng ta có bộ luật, nhưng mà đó chỉ là những cái bộ luật chúng ta đặt ra có tính cách tương đối để giữ những ai bên trong, những ai ở bên ngoài theo luật của giáo hội thôi. Còn nói về phương diện phán xét thì luật giáo hội nói rõ rằng chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng phán xét mà thôi. Nên nhớ, chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng phán xét mà thôi. Vì thế cho nên chúng ta có vấn đề vẫn ra luật như thường. Có những người làm thì chúng ta định là họ không được ở trong giáo hội, không được ngoài giáo hội. Nhưng đó là quyết định của mình. Còn việc họ được lên thiên đàng hay xuống hoa ngục, đó là sự phán xét của Thiên Chúa ở đời sau. Chứ con người của đời này mình không có quyền phán xét. Vì thế cho nên Đức Giáo Hoàng hoặc là mỗi một người chúng ta, ai trong chúng ta cũng có quyền theo cái lối là mình nhận định đúng hay sai để mình làm. Nhưng mà những cái đó nó không có tính cách quyết định tuyệt đối. Chỉ có Thiên Chúa mới là người có đứng cách tính cách quyết định tuyệt đối. Vì thế, trong cái câu mà Đức Giáo Hoàng nói trên cái chuyến bay từ Brazil về Roma đó, Ngài không nói với tính cách là thôi ai muốn làm gì làm, cái này là sai. Ngài nói với tính cách là nhiều khi chính chúng ta là những người lên án, mà đó không phải là chức trách của mình. Bởi vì mỗi một con người để mà lên án, nhiều khi chúng ta cần phải hiểu nhiều hơn thế. Thường thường mà nói, thường thường thôi, chúng ta hay nhìn ở bên ngoài và chúng ta vội vàng lên án người khác quá. Thằng này thế này, con kia thế kia, người kia không nên lên trước lễ, người kia không được.
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người mà lên án người khác quá sớm. Bởi vì thường thường những người mà càng hiểu nhiều thì họ càng ít nói. Thưa cha, con có hai câu hỏi. Trường hợp hai người chồng và vợ ngoan cố, anh không chịu nhịn vợ, vợ không chịu nhịn anh. Khi con cái ngang tàn lêu lổng rượu chè trai gái, cha thì sửa phạt, mẹ thì thương con, che chở bên vực gia đình này thì giải quyết thế nào cho hòa thuận? Chịu thua. Bởi vì chị viết vô câu đầu tiên là anh không chịu nhịn vợ mà vợ không chịu nhịn anh, thì bây giờ hai người không chịu nhịn thì thôi giải quyết được cái gì nữa? Nếu trường hợp mà hai người không chịu nhịn rồi thì chỉ có chén đũa nó bay thôi à. Cho nên việc đầu tiên đó mà muốn giải quyết là cố gắng làm ơn một sự nhịn chín sự lành, một bên đi, không cần hai bên, một bên. Bởi vì nhiều khi gió muốn cái gì, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhiều khi mình muốn yên vận rồi mà bên kia cứ lải nhải, cho nên nhiều khi mấy ông bực nở lại là vậy. Thôi thì bây giờ muốn bắt đầu đó, việc đầu tiên trước khi nói đến cái vấn đề là phải giải quyết đó, tôi đề nghị thôi thì chị đi là người đặt câu hỏi đó chị, thôi thì chị ráng đi, nhịn đi. Bởi vì nhịn nó khó lắm, nhưng mà một sự nhịn nó bằng chín sự lành lận. Thôi cây nó lặng đi hả? Ráng đi rồi để coi bên kia gió có ngừng hay không. Mà nếu trường hợp gió ngừng rồi thì lúc đó mình mới bắt đầu giải quyết vấn đề khác. Còn bắt đầu với cái câu là anh không chịu nhịn vợ mà vợ không chịu nhịn anh, amen. Hiện nay có những người con về văn hóa tiếng Anh giỏi hơn cha mẹ. Có đứa nó khinh cha mẹ mà cha mẹ vẫn phải cúi đầu vâng phục con cái sai bảo. Thái độ của cha mẹ này có đúng không? Tôi cũng không hiểu chị hỏi cái gì. Bởi vì cha mẹ làm sao mà phải cúi đầu vâng phục con. Thật sự chỉ có cái là như thế này. Nhiều khi tiếng Anh mình không biết, cho nên có những cái mình cũng sai thì nó nói thì mình làm theo thôi. Cái chữ này không phải là vâng phục, đừng có dùng như vậy. Vâng phục nó có tính cách quyền bính ở trong đó. Và bất kể ở trong thời đại nào, ngôn ngữ không phải là vấn đề. Cha mẹ không có thể nào mà khuất phục quyền bính của con cái được. Làm thế này là đảo lộn trật tự luân lý của xã hội chăng? Cho nên câu hỏi này nó không có ý nghĩa. Tôi chỉ nói như thế này. Đúng, qua tới bên này nhiều khi làm cha làm mẹ mình có nhiều cái thiệt thòi. Một trong những cái thiệt thòi đó là vấn đề ngôn ngữ. Khi mình không hiểu, nhiều khi mình cũng có cái mặc cảm. Đó là tôi chưa nói, đừng nói tới con cái. Ngay bản thân anh chị em bước ra đường, nhiều khi mình không biết tiếng, mình cũng có những cái mặc cảm. Mà chính bản thân tôi trước khi mà mới qua đây cũng y như vậy thôi. Nhưng mà những cái mặc cảm đó, nó không có nghĩa là mình khuất phục. Nó cũng không có nghĩa là mình dại dột hay ngu dốt. Những cái mặc cảm đó chẳng qua để cho mình biết rằng có những cái mà mình hiện tại bây giờ đang có cái sự hạn chế. Còn cái dignity, cái nhân cách, cái tư cách, cái giá trị của con người mình không ai có thể lấy đi được. Không phải bởi vì nó nói được một vài chút tiếng Anh mà mình phải khuất đầu chịu nó đâu. Thưa cha, nếu gặp một người chồng sau 3 năm thì đổi tánh. Thứ nhất là bỏ đạo, thứ hai cờ bạc, thứ ba uống rượu, thứ tư đánh vợ và con, nhiều tật xấu nữa. Thì người vợ và mấy đứa con có thể bỏ trốn và liệu có lỗi về lề luật của chú hay không? Tôi chỉ trả lời câu nói mà Đức Giáo Hoàng trả lời ở trong vụ khi Ngài qua bên Brazil. Ly dị là một trong những cái đau khổ của con người, mà ở trong đó người chịu đau khổ nhất là con cái. Ly dị là điều mà giáo hội cấm, và tất cả mọi người chúng ta là con người bình thường ai cũng chống đối nó. Bởi vì ly dị có nghĩa là chia rẽ, mà chia rẽ thì nó xuất phát từ thù hận. Tình yêu tự nó bao giờ cũng đoàn kết và xây dựng. Vậy thì trong những trường hợp mà chị viết ra ở đây, nếu gặp một người chồng, bây giờ cứ coi như chị này là một vị thánh đi ha, và những đứa con cũng là những vị thánh đi, mà trường hợp cũng có thể xảy ra. Nếu trường hợp thật sự gặp một người chồng mà sau 3 năm, cái này tương đối hơi ngắn, sau 3 năm mà đổi tánh, thứ nhất bỏ đạo, thứ hai cờ bạc, thứ ba uống rượu, thứ tư đánh vợ, năm đánh con, những tật xấu khác nữa thì nhiều lắm, người ta chắc chị kể không hết. Tôi chỉ trả lời câu nói của Đức Giáo Hoàng. Có những trường hợp mà người phối ngẫu phải trốn chạy để bảo vệ mạng sống và bảo vệ cuộc sống của con cái mình. Nói như vậy không phải để chấp nhận ly dị. Nói như vậy để nói rằng đôi khi chính chúng ta đang đứng trước những áp lực của quỷ dữ, mà nhiều khi đường lối hay nhất là trốn chạy. Vì thế có những lúc trốn chạy là điều cần thiết. Thưa cha, con không muốn trước khi về với Chúa phải trải qua bệnh nặng. Vậy ở mức độ nào thì giáo hội cho phép được không truyền ống nữa, thở dưỡng khí? Ồ, nếu trường hợp mà không muốn bệnh nặng đó thì lúc nào bây giờ từ từ mà đang còn thấy tốt vậy thì nếu trường hợp mà mình không muốn, mình có quyền viết ở trong di chúc là tôi không có muốn được trợ bất cứ cái gì đó hả? Nhưng mà điều kiện phải hiểu như thế này. Điều kiện phải hiểu như thế này. Mình không có được phép ha, mình không có được phép tự tử, mình cũng không có được phép tìm một cái chết bình an. Bây giờ tới lúc bây giờ tôi già rồi cho nên bây giờ tôi muốn chết thôi thì tôi chích thuốc và chết, không làm được cái chuyện đó. Mình chỉ biết được như thế này. Con không muốn trước khi về với Chúa phải trải qua bệnh nặng. Thật sự mà nói, tôi nói về vấn đề thần học thôi nha. Trong phương diện thần học thì mình biết rằng
Mọi sự đều xảy ra dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Một sợi tóc trên đầu rớt xuống cũng có sự quan phòng của Thiên Chúa. Không ai ở đây mà muốn đau bệnh phải nằm 5-3 tháng trước khi chết cả. Ai cũng muốn ngủ chết luôn một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu trường hợp mà có những việc xảy ra mà mình phải chịu đựng, liệu câu hỏi của tôi đặt ra là chúng ta có nhìn thấy được ý Chúa ở trong những cái đau khổ đó hay không? Bởi vì những đau khổ nó có ý nghĩa của nó. Ý nghĩa chúng ta có thể không hiểu hết, nhưng chúng ta phải hiểu rằng chính Đức Giêsu Kitô Ngài đã chịu đau khổ. Mà nếu đau khổ đến là vì tội lỗi thì chúng ta tội lỗi chúng ta chịu đau khổ là được rồi. Còn Ngài đâu có tội đâu mà chịu. Như vậy chứng tỏ đau khổ không phải là kết quả của tội lỗi, mà đau khổ là một hình thức mà Thiên Chúa đến ban cho mỗi một con người để qua đó vừa thử thách, vừa để cho chúng ta tìm được thanh ý của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã tìm được thanh ý của Chúa Cha trong đau khổ. Câu hỏi của tôi chỉ muốn nói với cái người mà không muốn chết đau khổ này: nếu trường hợp của chị mà đến giây phút trước khi chết phải đau khổ, liệu chị có tìm thấy thanh ý Chúa không? Hay nếu trường hợp chị tuyệt vọng tới độ chị muốn chết một cách bình an, tôi chỉ đánh giá là như vậy chị chưa thực sự tin là Thiên Chúa đang quan tâm tới chị. Kính thưa Cha, hiện nay con có một việc làm việc muốn dành một số tiền để khi nào Chúa gọi về thì số tiền này dùng để xin lễ cho con, như vậy có nên không? Và đứa em con nói rằng có người bà con bệnh gần chết mà không ra tay giúp đỡ thì việc bác ái mà lại để tiền đi xin lễ cho mình, như vậy con có ích kỷ? Thưa chị có ích kỷ ạ. Là bởi vì bây giờ cái người ta đau chị không có đưa tiền cho người ta, mà bây giờ chị chờ xin lễ cho chị thì rõ ràng chị ích kỷ ạ. Bây giờ tôi nói như thế này cho nó dễ hiểu nè. Nhiều khi đó mình đến với Chúa mà mình so đo tính toán quá, giống như mình xách theo một cái lon hả, cái lon gigo ngày xưa đó hả, đi thăm nuôi trong tù đó, cái lon gigo mình nghĩ rằng mình lên mình xin một lon gạo rồi được chừng này là mình mừng. Mình đến với Chúa đó, mình tưởng tượng như thế này, tưởng tượng ha, mình đến với Chúa mà mình xin nước đi, mà bây giờ Chúa lấy một cái tàu chở mình ra giữa biển, tớ thả xuống cho nó, mày muốn lấy bao nhiêu mày lấy. Thì lúc đó mình đâu có cần phải lấy một ít để giữ cho mình, cứ việc cho người ta thoải mái, lấy hoài cũng không hết. Việc đầu tiên mà hành động chị cần đó, là trước hết chị lấy cái tiền đó chị cho người ta đi cái đã. Rồi ơn Chúa sẽ đến với chị sau. Còn cái việc mà chị dành tiền này để mà cầu nguyện cho chị đó, mà người ta chết mà không có đó, không có được mà thuốc tiền chị giúp á, bữa sau lên đến đó Chúa hỏi, cho mày lấy tiền này để mày cầu nguyện cho mày có thấy mày ích kỷ không? Thưa Cha, thầy phó tế vĩnh viễn khi đọc phúc âm, thầy phó tế vĩnh viễn khi đọc sách phúc âm, đọc xong có được hôn sách thánh không? Được chứ. Trời ơi, thầy phó tế đọc xong vẫn hôn sách thánh như thường. Chỉ có điều thường thường khi có các giám mục đó, thì nếu là giám mục chủ tế thì thường thường sau khi, bởi vì ngày chủ tế giám mục nó khác lên một ha, thì các thầy sáu phải đưa sách qua cho giám mục, và thường thường sau khi giám mục hôn thì ngài dùng cuốn sách thánh để mà ngài ban phép lành, nhưng mà cái đó là các cái đại lễ khác. Thánh Teresa, Cha nói có phải là Teresa bên Ấn Độ không? Dạ thưa không, Teresa bên Ấn Độ là Teresa Calcutta. Thưa Cha, hôm qua Cha nói những người lập gia đình sẽ được lên thiên đàng, còn độc thân mà đi tu cũng được lên nước thiên đàng, còn những người độc thân mà không đi tu nửa này nửa vời như chúng con thì đi về đâu? Thưa cũng lên thiên đàng luôn. Cũng lên thiên đàng luôn. Dạ thưa Cha, con có còn mấy phút nữa, quá giờ rồi. Con có người con gái lấy chồng đạo Tin Lành, con của cô ấy đã rửa tội, vậy con gái con muốn rước lễ thì phải làm như thế nào? Con có con gái lấy chồng đạo Tin Lành, con của cô ấy, tức là chắc là cháu đó hả, đã rửa tội, vậy con gái con muốn rước lễ thì phải làm như thế nào? Thế đâu con phải làm như thế nào đâu, nó lấy Tin Lành thì con sao đâu, rồi nó đi rước lễ nó là công giáo mà. Tôi không hiểu là, tôi muốn hỏi thêm là khi nó lấy, nó có vô nhà thờ không, nó có theo những nghi thức? Chứ còn bình thường nếu nó lấy Tin Lành thì nó đi rước lễ bình thường, nó lấy Phật giáo nó tin rước lễ còn được, không gì Tin Lành. Dạ con có hai câu hỏi. Khi rước lễ sao người lựa Cha để rước mình thánh, còn thừa tác viên đưa rước mình thánh thì họ không có chịu, cứ đợi cho đến khi Cha đưa mình thánh Chúa? Thứ hai, khi rước lễ thì chọn lựa Cha để rước bằng miệng, còn Cha không thích thì rước bằng tay, như vậy thì như thế nào? Cái này tôi chỉ nói lên, đây không phải là lỗi của những người cho rước lễ, mà đây là lỗi của những người đi rước lễ. Tôi trả lời về thần học thôi cho nó nhanh. Thánh Augustino ở trong thế kỷ thứ 5, ngài phải đối diện với một cái lạc giáo gọi là Pelagianism. Pelagianism là một cái lạc giáo, nó cho như thế này. Nó nói rằng những người mà thánh thiện đó, thì làm lễ thì ơn Chúa xuống. Còn những người mà tội lỗi đó, những ông cha tội lỗi đó, hay là thời kỳ đó là thời kỳ bị bắt đạo, thì có một số những người mà họ, khi mà người ta bị tới giết, sợ quá họ chối đạo. Cho nên khi chối đạo thì
mấy người này sau khi mà không bị bắt đạo nữa cho trở về thực hiện họ làm lễ thì dân không có tới đi lễ. Lý do họ nói là mấy ông này trước đây chối đạo cho nên bây giờ lễ không có thành. Một số thì lại nói ồ trước đây đó là con của tôi được ông này rửa tội và tôi biết ông này chối đạo, bây giờ thì ông ăn năn trở lại rồi cho nên ông này tội lỗi, cho nên vì tội lỗi cho nên ông này rửa tội con tôi không thành, rồi có người nói tôi làm đám cưới ông này. Nói chung là giáo hội mình nó loạn lên bởi vì người ta chỉ tìm tới những ông mà họ cho là thánh thiện, chưa biết có thánh thiện không rồi nha, nhưng mà họ cứ cho là thánh thiện, họ tới đó để họ đi lễ chịu phép rửa tội rồi chịu phép hôn phối. Còn những cái ông mà ngày mai tìm ra được ông ăn cắp ăn trộm chẳng hạn, ông đó tội lỗi cho nên trước đây con của tôi rửa tội, bây giờ đưa rửa tội người khác. Thánh Augustino trả lời no. Thánh Augustino không nói no đâu, ngài nói bằng tiếng Ý hả, à ngài nói bằng tiếng Latin, nhưng mà ngài nói không được. Bởi vì ngài đưa ra một cái luật nó gọi là lex ora, nó gọi là opere operato, tức là tự hành động việc nó có giá trị, nó có hiệu lực. Ý là như thế này, nếu trường hợp con là một linh mục đầy tội lỗi nhưng mà con là một linh mục được giám mục phong chức đầy đủ thì việc con làm lễ không phải chính bản thân con làm lễ mà thánh lễ đó được Đức Giêsu Kitô làm, và vì thế bất kể con tội lỗi tới đâu thì cái thánh lễ đó nó vẫn thành. Và cái phép rửa tội con làm cho con cháu của ông bà vẫn thành. Cho nên ngày mai nếu trường hợp phát hiện ra con ăn cắp tiền nhà thờ con đi tù, đừng có phải đem cháu đi rửa tội, bởi vì cái việc của con làm hiện tại là opere operato chứ không phải là opere operantis. Này nói tiếng Latin hơi nhiều, nhưng mà cái câu của ngài nói sao con nói lại vậy ha. Thì tự việc làm nó thành. Cho nên cái người mà cho rước lễ nó không phải tùy thuộc vào người thánh thiện hay không, mà mình máu thánh Chúa, bất kể người đó tội lỗi đến đâu Chúa vẫn hiện diện đầy đủ. Vì thế trong câu hỏi này là câu hỏi dành cho những người đi lên rước lễ. Lần sau thì họ không muốn thì chịu thôi, là bởi vì họ kỳ thị như vậy mình không biết. Nhưng mà nói về thần học thì Chúa hiện diện đầy đủ ở trong người tội lỗi cũng như không tội lỗi, miễn là họ được phân cử đúng chức trách để mà làm. Thưa cha, chúng con có lòng mong ước đi dự lễ nhưng chúng con đôi khi vì công việc khẩn cấp nên đến trễ khoảng 5 phút bài đọc 1 đã xong. Thế thì chúng con có được rước lễ không? Thưa được, trời ơi đừng có lo. Là bởi vì như thế này, đến với lòng thành đừng có tính toán quá. Nên nhớ, mình đến mà mình tính từng phút một. Có những người nói, ồ con phải canh làm sao mà vừa giờ tới. Tự nhiên mình cũng cảm thấy khó chịu. Tôi nói ví dụ như thế này, ví dụ bây giờ Thanksgiving đi, con cháu nó về nó thăm mình ha. Nó thăm mình, nó nói mẹ ơi, Thanksgiving này con về con thăm mẹ nhé. Và con sẽ về thăm vào lúc 5 giờ rồi 6 giờ con đi. Thật sự đó mình thì cũng nhớ nó thiệt. Mà nhiều khi nó về nó làm như cái máy vậy. Nó coi đồng hồ reng 5 giờ nó vô nó ngồi. Xong reng 6 giờ nó ra. Thì không phải là nó không làm đúng luật. Chỉ có điều chính bản thân mình cũng cảm thấy buồn. Có đứa khác nó ráng nó về. Mà nó về được có 10 phút à. Nó nói trời ơi con bận quá con chạy. Mà nó ráng thiệt mà mình biết nó cố gắng. Chỉ có cái là nó vừa chạy ra thì xe nó hư rồi con nó khóc. Nó về 10 phút nhưng mà mình thấy được cái tình. Nếu trường hợp mà mình bận quá, nếu trường hợp mình đi giữa đường xe hư mà tới trễ, cứ việc lên trước lễ không sao hết, Chúa không có quan tâm đâu. Nhưng mà chỉ có điều là cái lòng của mình như thế nào Chúa biết. Xin Cha cho chúng con biết, nếu chúng con đi sáng chiều và tối thì con có được rước lễ một lần hay được rước lễ ba lần trong lễ? Xin Cha giải thích. Thưa hai lần một ngày mà thôi. Thưa Cha, nếu hai vợ chồng, người vợ đạo Công giáo và người không có đạo, khi chết người chồng có được vô luyện ngục không? Thưa được chứ, mà không chừng ông lên thiên đàng trước cũng có. Lấy chồng lấy vợ, trả lời ngắn vậy hiểu không? Tại vì nếu trường hợp ông tốt ông thánh thì ông lên thiên đàng trước mình à. Lấy chồng lấy vợ người đạo khác có nếu có nếu ép người ta à, có nên ép người ta theo đạo Công giáo không thưa cha? Nên chứ. Nếu trường hợp mình lấy một người không cùng đạo mình ép, nên ép họ. Cái chữ nên ép đây có nghĩa là mình thuyết phục chứ không phải là mình bắt ép cho bằng được. Bởi vì nếu trường hợp mà mình đồng tôn giáo, mình đồng quan điểm, tôi nói một cái đơn giản. Bây giờ cứ nói hai vợ chồng thôi. Hai vợ chồng mà bây giờ mình nói cái chuyện đầu tiên, chẳng hạn bây giờ ăn cơm đi ha. Anh thích ăn phở, em cũng thích ăn phở, có phải dễ chịu không? Anh thích nghe nhạc Mai Lệ Huyền Hùng Cường, anh cũng thích Mai Lệ Huyền Cường, có phải dễ chịu không? Anh thích ăn phở, em thích ăn bún. Anh nghe cải lương, em nghe hát bội. Nó khác nhau càng nhiều thì cái hạnh phúc nó càng khó. Vì thế tôn giáo là một điều hết sức quan trọng. Nếu mà chúng ta có đồng được tôn giáo thì rất tốt. Cho nên nếu mình lấy một người không cùng tôn giáo, mà nếu được thì nên thuyết phục. Bởi vì nó càng nhiều điểm tương đồng thì cái hạnh phúc nó càng dễ đến. Thưa cha, kinh là do giáo hội soạn thảo để giáo dân đọc nhằm cao tụng Thiên Chúa. Vậy chúng con phải đọc như thế nào để khỏi trở thành con vẹt? Thưa, khi đọc thì để ý thì nó hết con vẹt. Tại vì khi mình đọc mà mình không để ý thì mình là con vẹt. Con cái muốn trở thành hiếu thảo, có phải việc gì cha mẹ muốn là phải làm theo, ngay cả việc chọn người bạn làm vợ cũng phải nghe, nếu không đó là con bất hiếu phải không? Thưa không.
Con hiếu thảo là khi mình phục vụ kính, mình phục vụ thảo hiếu với cha mẹ, những gì mà mình giúp làm điều ngay lẽ phải. Nếu trường hợp cha mẹ sai và bắt ép những điều mình không thể làm được thì đừng làm. Nếu trường hợp bây giờ mà cha mẹ bắt mình đi ăn trộm mình cũng đi sao? Cha mẹ bắt mình lấy cái người mình không yêu rồi cuối cùng mình lấy để rồi hôn nhân nó không hạnh phúc thì không được. Vì thế hiếu thảo không phải là mình cứ nghe theo một cách mù quáng, mà hiếu thảo là mình làm thế nào để cha mẹ vui lòng, mà cái vui lòng đó là vui lòng hợp ý Chúa chứ không phải là vui lòng hợp ý ông bà mà thôi. Vợ chồng thì lạnh cảm, ít nói chuyện với nhau, không cùng đi lễ chung, vợ thì không tham gia hội đoàn, người chồng thì rất tích cực. Trường hợp này thưa cha giải quyết cách nào? Người chồng nói nhưng người vợ không nghe. Tức là bây giờ vợ chồng lạnh cảm, cái này thì hơi khổ. Nếu trường hợp mà vợ chồng, ồ còn bên này hai cái nữa hả? Nếu trường hợp mà vợ chồng lạnh cảm, ít nói chuyện với nhau đó, thì tôi đề nghị nên có một người trung gian. Và việc đầu tiên trước khi giải quyết tất cả những vấn đề này, làm ơn nói chuyện với nhau. Nếu bắt đầu, lần bắt đầu thôi mà không nói chuyện với nhau được, nếu qua một người thì cũng tốt, không sao hết. Nhưng tất cả nó phải bắt đầu bằng cuộc đối thoại. Nếu không có đối thoại, không làm gì được. Hôn nhân như cha đã trình bày là phải dựa trên đức tin và tình yêu. Nếu hôn nhân mà thiếu một trong hai yếu tố cơ bản đó thì không thể tồn tại. Nếu một trong hai người không còn yêu người phối ngẫu nữa, lửa tình đã nhạt, ái ân đã nguội, vợ chồng đã biết quá rõ nhau, và trên hết mọi rắc rối, chồng hay vợ đã có niềm đam mê khác, đảng phái chẳng hạn, người phối ngẫu cần phải hy sinh nhịn nhục đến bao giờ? Thưa, nhịn nhục đến vô hạn. Tôi biết những điều tôi nói có thể nó vô lý, mà chính cái vô lý đó nó tạo nên Kitô giáo chúng ta ngày nay. Thánh Phaolô khi Ngài đi rao giảng, Ngài đã nói: người Do Thái thì tìm những dấu lạ, người Hy Lạp thì tìm kiếm sự khôn ngoan, còn tôi đi rao giảng về một Đức Giêsu Kitô chịu đóng đành. Đây là một sự ngu xuẩn đối với những người khác. Nếu trường hợp mà chúng ta muốn hạnh phúc gia đình, mà ở trong này nó không có một cái chuyện gì mà chúng ta cần phải tan rã, ngoại trừ là lửa tình nó đã nhạt, ái ân nó đã nguội, thì chính chúng ta đôi khi phải chịu đựng. Thật sự chúng ta có những phương thức để hâm nóng, mà chúng ta nên có những cái workshop đó, cái mà chúng ta gọi là cái gì đó, hôn nhân, thăng tiến hôn nhân. Bởi vì tất cả những cái này ai cũng gặp chứ không phải chỉ có anh chị. Mà nếu trường hợp chính chúng ta biết mà không tìm cách để cứu chữa, thì có thể chúng ta sẽ càng lúc càng lấn sâu đến độ chính chúng ta là nạn nhân của những cái lạnh nhạt này. Cho nên tôi nói sự chịu đựng nó có thể vô hạn. Chịu đựng nếu trường hợp một người đó mà họ có ý thức tất cả mà họ vẫn sống theo một cái lối bất cần thì cái đó là khác. Còn nếu trường hợp đây chẳng qua là bởi vì tình đã nhạt, ái ân đã nguội, hai người gần như là biết rõ nhau rồi cảm thấy không còn hấp dẫn nhau nữa, thì tôi đề nghị đây là lúc mà nếu cần phải tìm chuyên môn để giúp đỡ. Bởi vì những cái này ai cũng gặp ở trong đời. Chắc chắn một điều là những cái này chúng ta có thể sửa đổi được. Và nếu mà phải chịu đựng thì cứ gắng chịu đựng. Ít nhất cứ nói theo bà Monica, bà chịu 36 năm. Tôi không biết chị chịu được mấy năm rồi. Thưa cha, thời gian trước đây có những người lấy vợ chồng cha mẹ đặt đâu ngồi đó, thế mà vẫn chung thủy. Nhưng bây giờ đôi bạn trẻ tìm hiểu và có tình yêu tha thiết mà số hôn nhân ly dị quá nhiều. Tại sao? Thưa, tại vì trước đây và bây giờ cũng không có gì khác nhau. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là trước đây bởi vì xã hội không cho phép, cho nên các ông bà ở lại với nhau chung thủy không có nghĩa là hạnh phúc đâu. Có ai làm một cái cuộc thống kê để coi thử các ông bà ngày xưa có hạnh phúc không? Chung thủy bởi vì xã hội không cho phép ly dị, nó không có nghĩa là hạnh phúc. Ngày nay có thể các em nó hạnh phúc được trong một giai đoạn rất ngắn, rồi nó lại chia tay. Vì thế cả hai nó đều có những cái xấu của nó. Chúng ta đang sống trên thế gian, chưa phải là trên thiên đàng. Vì thế, điều quan trọng mà chúng ta muốn vừa chung thủy mà vừa hạnh phúc thì bắt buộc phải có ơn Chúa. Và điều cần thiết phải có là tha thứ và tha thứ. Amen.